Chàng trai chỉ là ra ngoài mua rau, không ngờ lúc trên đường về lại bị chiến thần Tu La Đại Hạ chặn đường. Sau đó chiến thần Tu La bày tỏ muốn phân cao thấp với anh. Hóa ra chàng trai tên là Tần Vũ, Tần Vô Song, là các chủ của tổ chức Long Các mạnh nhất Đại Hạ, cũng là thiên hạ chí tôn trên vạn người. Đối diện với lời thách thức của chiến thần Tu La, chàng trai nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nhận lời thách đấu luôn. Sau đó Tu La tấn công chàng trai một cách điên cuồng, nhưng mọi chiêu thức anh ta tung ra thì đều bị chàng trai dễ dàng tránh được. Có cần thiết vậy không? Một núi không thể có hai hổ, chỉ cần đánh bại cậu thì ta chính là tân các chủ của Long Các. Tôi còn phải về làm bữa cho vợ tôi, không rảnh chơi với anh. Thật phiền phức. Tần Vô Song, anh ta thật đúng là thâm tàng bất lộ. Xem ra, hôn sự của chúng ta phải nhanh chóng lên lịch càng sớm càng tốt. Khê Nguyệt, hôm nay em về sớm vậy? Chờ một lát anh đi nấu cơm cho em. Không cần. Tần Vũ, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Vì sao, Tần Vũ? Chị tôi hiện tại chính là tổng tài của tập đoàn Trần Thị. Hơn nữa còn nổi danh là Bạch Phú Mỹ ở Giang Thành. Còn anh, một tên không việc làm, sao có thể xứng đôi với chị tôi? Tự hiểu mình một chút có được không? Không xứng. Lúc trước thời điểm mới kết hôn, Trần gia các người nguy cơ bị phá sản, là ai không rời không đi, giúp các người vượt qua khó khăn. Bây giờ các người giàu có rồi, ta không xứng nữa. Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. Hơn nữa, anh ở nhà chúng tôi ăn không 3 năm rồi. Khoản sổ sách này tính toán thế nào đây? Tần Vũ, tôi biết bản thân có lỗi với anh. Sau khi ly hôn, tôi sẽ cho anh 1 triệu. Căn nhà này cũng để lại cho anh, coi như là bồi thường cho anh. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Cái sai của cậu là không có bản lĩnh, không thể nào tiến vào được vòng tròn của chúng tôi. Cậu ở lại bên Khê Nguyệt, chỉ làm trói buộc đến việc phát triển của cô ấy. Nhưng tôi lại khác, tôi giúp cô ấy đạt được vị trí cao hơn. Tôi có thể cho cô ấy trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, làm cô ấy trở thành người phụ nữ rực rỡ nhất cả Giang Thành. Hiện tại, anh hiểu rồi chứ, Tần Vũ, anh có biết Trần gia chúng tôi mấy năm nay vì sao luôn thuận buồm xuôi gió không? Nói thật cho anh biết, đây đều là công lao của Tô Thiếu, là Tô Thiếu đã giúp chúng tôi thu hút đầu tư, mới giúp cho Trần gia chúng tôi từng bước thăng tiến. Đây chính là khoảng cách giữa anh và Tô Thiếu, không phải trong chuyện này có hiểu lầm gì chứ? Tần gia phát triển nhanh như vậy không liên quan tới Tô Bằng, không liên quan tới Tô Thiếu, lẽ nào lại liên quan tới anh? Đúng vậy, chính là nhờ tôi. Cái gì? Là nhờ anh? Họ Tần kia, làm phiền anh trước khi nói ra lời này, hãy tiểu một bãi rồi soi xem mình là cái đức hạnh gì. Anh là một tên phế vật, cũng xứng tranh công với Tô Thiếu. Anh có bản lĩnh đó sao? Tần Vũ, tôi biết ly hôn với tôi làm anh thấy không cam lòng, nhưng anh cũng không cần phải nói dối như vậy. Tôi không có nói dối, những lời tôi nói đều là thật. Khê Nguyệt, chuyện tới hiện tại, tôi cũng không gạt cô nữa. Trần gia có được huy hoàng như ngày hôm nay, đều là do tôi âm thầm trợ giúp. Là tôi đi hút đầu tư bắt cầu trở đường cho các người, dọn sạch trở ngại. Khê Nguyệt, tôi biết cô có tính hiếu thắng, vì không để cô áp lực, tôi không hề nói chân tướng cho cô biết. Thực ra tôi là... Đủ rồi. Tuy rằng anh không có chí cầu tiến, nhưng ít ra nhân phẩm không có vấn đề. Nhìn xem anh hiện tại, đã trở thành cái bộ dạng gì rồi. Anh vì muốn huênh hoang mà không ngại nói dối, thậm chí còn tranh công với Tô Thiếu. Anh thực sự làm tôi thấy quá thất vọng. Khê Nguyệt, em ngàn vạn lần đừng nổi giận. Lại tiểu nhân như này, một cái mộ hư vinh, cũng rất bình thường. Khê Nguyệt, tôi vẫn không hiểu, những gì tôi nói đều là thật. Vì sao cô lại không tin tôi? Anh muốn tôi tin anh kiểu gì? Kết hôn cũng được 3 năm, anh cả ngày không có việc gì làm, ngay cả công việc nghiêm chỉnh cũng không có. Trái lại Tô Thiếu, xuất thân danh môn, nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh. Sao anh có thể đánh đồng bản thân với người ta? Khê Nguyệt, tôi thật không dám tin, những lời này lại từ chính miệng cô nói ra. Chẳng lẽ mấy năm nay, tôi nỗ lực vì cô, một chút cô cũng không nhìn ra sao? Giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa. Anh và tôi không cùng một thế giới. Ký tên đi. Họ Tần kia, anh còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau ký tên đi, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Cô đã nhất quyết như vậy, được. Tôi thành toàn cho cô, tôi ký.
Tôi chỉ hy vọng cô, ngàn vạn lần không nên hối hận. Hối hận, anh cũng xứng. Giang gia, lễ đến. Giang gia mang theo 5 triệu tiền mặt, 1.000 lượng vàng, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, cùng một tòa biệt thự Vân Đình, đặc biệt tới đây. Đề thân, đang xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thiếu, chẳng lẽ những món sính lễ này đều là do anh đưa tới? Anh? Đúng vậy, ba anh, để cho anh tới cửa đề thân, những thứ này là quà kính hỉ mà ba anh chuẩn bị. Tô gia không hổ là danh môn vọng tộc, ra tay quả nhiên hào phóng, này là xe thể thao phiên bản giới hạn, lại là biệt thự Vân Đình, tổng giá trị những thứ này, đoán chừng cũng phải mấy chục triệu, không có gì, đây chỉ là số tiền nhỏ, chút lòng thành thôi, chị nhìn đi, chị vừa ly hôn, Tô Thiếu đã mang sính lễ tới, có thể thấy được, tràn đầy thành ý nha. Em thực sự hâm mộ chị lắm đấy, rốt cuộc đã tìm được lang quân như ý của mình rồi. Tần Vũ, anh có nhìn thấy không, đây chính là thực lực của Tô Thiếu, bất kỳ một món sính lễ của người ta, cả đời này anh cũng không thể kiếm được, một người như anh, sách giày cho Tô Thiếu cũng không xứng. Tiêu Tiêu, sao lại nói như vậy, tuy rằng Tần Vũ là một tên phế vật, tốt xấu gì cũng là anh rể cũ của em, cho cậu ta, giữ lại chút thể diện, nếu anh ta có thể diện, thì đã sớm biết khó mà lui. Món đồ chân quý bậc này, lại người cấp bậc tạp vụ, không được chạm vào, này, đây chính là sính lễ mà Tô Thiếu đưa cho chị tôi. Tôi chạm vào thì làm sao, lớn mật, thái độ cô là sao, nhanh nhận lỗi với Trần Tiểu Thư, nếu không thì, tôi sẽ trừ tiền lương của cô, anh là cái thá gì, cũng xứng bắt tôi nhận lỗi, đây chính là sính lễ, mà Tiểu Thư nhà tôi hướng Tần Tiên Sinh đề thân. Đây chính là sính lễ, mà Tiểu Thư nhà tôi hướng Tần Tiên Sinh đề thân. Này! Cô có ý gì? Đây không phải là sinh lễ Tô gia tôi đưa tới sao? Sinh lễ đưa tới cho Tần Vũ, cô đùa cái gì vậy? Tô gia nhỏ nhỏ cũng dám động chạm bổn tiểu thư, là ai cho các người cái gan này? Sinh lễ là tôi đưa tới, từ nay về sau, Tần Vũ chính là người đàn ông của tôi. Nếu có ai dám gây khó dễ anh ấy, tôi sẽ đem người đó ném xuống biển cho cá ăn. Mỹ nữ, cô có nhầm lẫn gì không? Loại phế vật này cô cũng đi coi trọng. Cô đánh tôi. Đánh cô thì làm sao? Nếu dám sỉ nhục người đàn ông của tôi sẽ đem miệng của cô xé nát. Chắc cô là Trần Khê Nguyệt. Trông cũng rất xinh đẹp. Thật là đáng tiếc, có mắt không tròng. Ly hôn với Tần Vũ chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời này của cô. Đương nhiên, tôi vẫn còn phải cảm ơn cô. Nếu như cô không cùng Tần Vũ ly hôn, tôi không có cơ hội đạt được Tần Vũ. Tôi cảm thấy bản thân không làm sai chuyện gì, thế nên tôi mới nói là cô bị ngốc. Có mắt mà không nhìn thấy chân long. Nhưng mà tôi tin, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ hối hận. Chuyện tôi đã làm, tuyệt đối không hối hận. Vậy sao? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Đi thôi. Tên tiểu bạch kiểm này, dẫm phải cái vận xít chó gì, sao vừa mới ly hôn, lại được một bạch phú Mỹ coi trọng. Không có thiên lý mà, bạch phú Mỹ cái dám gì, em thấy cô ta chính là một mụ điên. Được rồi, đừng nói nữa, hội nghị tài trợ tối nay cực kỳ quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị trước. Yên tâm, chỉ cần có Tô gia anh ra sức, hội nghị tài trợ nhất định sẽ thành công viên mãn. Còn phải nhờ Tô Thiếu, tối nay Trần gia chúng em có thể một bước lên mây hay không? Toàn bộ đều phụ thuộc vào anh. Chút lòng thành mà thôi. Giang tiểu thư, sao cô lại tới đây? Đương nhiên là tới để gặp anh, hai chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhiều năm như vậy không gặp, lẽ nào anh không nhớ em sao? Giang tiểu thư, có chuyện gì, cô cứ việc nói thẳng. Kỳ thật cũng không có gì, lần này em tới đây, chủ yếu là vì hoàn thành ước định năm đó. Ước định gì? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Hai nhà chúng ta đã định hôn với nhau, những lễ vật vừa mới đưa cho anh, cứ coi như là sính lễ đi. Giang tiểu thư, tôi cùng Tần gia đã không còn quan hệ gì nữa. Đừng nhắc tới chuyện hôn ước nữa, cô hãy thu hồi lễ vật, tôi còn có việc, cáo từ. Tần Vũ. Hòa thượng chạy được nhưng miếu vẫn còn đó, bổn tiểu thư ăn anh chắc rồi. Tham kiến các chủ.
tìm ta có chuyện gì? Bẩm các chủ, về chuyện hội nghị tài trợ của phu nhân, theo phân phó của ngài, mời không ít thương nghiệp tinh anh đến tham gia, mặt khác, đây là chủ tịch của tập đoàn Du Long, đặc biệt chuẩn bị 1 tỷ vì ngài, xin hãy xem qua. 1 tỷ này, vốn là ta định ở hội nghị tài trợ, chuẩn bị quà hỉ cho Khê Nguyệt. Đáng tiếc. Các chủ, ngài là, định thay đổi chủ ý sao, quên đi. Dù thế nào cũng đã từng là vợ chồng, khoản đầu tư này, cũng coi như lễ vật cuối cùng ta tặng cô ấy. Các vị khách mời tôn kính, chúc buổi tối vui vẻ. Hôm nay tập đoàn Trần Thị chúng tôi, lần đầu công khai nhận tài trợ, sự phát triển của tập đoàn Trần Thị, mọi người cũng đã nhìn thấy. Tôi xin hứa với mọi người, trong vòng 3 năm, tập đoàn Trần Thị chúng tôi sẽ niêm yết thành công, đến lúc đó khoản đầu tư của mọi người sẽ tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Đến lúc đó, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tôi tin vào thực lực của Trần Tổng, Bình An Dược tôi muốn đầu tư 5 triệu, Trần Tổng tài mạo song toàn, trí tuệ hơn người, Hoàng gia tôi sẵn lòng đầu tư 7 triệu. Tập đoàn Trần Thị phát triển rất mạnh, tương lai đầy hứa hẹn, Lưu Mỗ tôi nguyện đầu tư 10 triệu. Tốt quá rồi, thật không ngờ, tối hôm nay có nhiều đại lão trực tiếp đến dự buổi tài trợ của chúng ta. Xem ra, tập đoàn Trần Thị của chúng ta rất nhanh có thể niêm yết trên thị trường rồi. Mẹ, đây đều là nhờ Tô Thiếu, là Tô Thiếu sử dụng quan hệ, mời tới nhiều ông trùm kinh doanh như vậy. Không hổ là Tô Thiếu, quả nhiên là thủ nhãn thông thiên. Đâu có, những chuyện này, kỳ thật cháu cũng không có làm gì cả, đều là xem ở mặt mũi của cha cháu. Tô Thiếu cũng đừng khiêm tốn nữa. Mấy năm nay, nếu không phải anh âm thầm tương trợ, tập đoàn Trần Thị của chúng em, sao có thể phát triển thuận lợi như vậy? Đặc biệt là đại hội tài trợ tối nay, anh hẳn là bỏ ra không ít công sức đi, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Trần Tổng, tôi nghe nói tập đoàn Trần Thị, sở dĩ phát triển nhanh như vậy, là vì sau lưng có quý nhân tương trợ. Vị quý nhân đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hôm nay chúng tôi đều là mộ danh mà đến, muốn được quen biết với vị quý nhân này, không biết có thể có được vinh hạnh này không? Thật không dám giấu giếm, vị quý nhân này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, vị đó chính là... Tần Vũ. Sao anh ta lại tới đây, họ Tần kia? Bản thân có cái thân phận gì, nơi như này mà cũng dám đến, nhanh cút ra ngoài cho tôi, đuổi tôi ra ngoài, cũng không muốn khoản đầu tư của tập đoàn Trần Thị nữa. Chỉ dựa vào 2 xu ở trên người anh, ngay cả mua cái túi xách cho tôi cũng mua không nổi. Còn đầu tư, thật đúng là cười chết người rồi. Quỷ nghèo, cậu cũng không mở con mắt chó ra mà nhìn. Hôm nay ở nơi này, không phú thì quý, chỉ dựa vào cậu, lại còn dám ở trước mặt phú hào ít khoe khoang. Tiểu Bạch Kiểm, ở đây đều là các vị khách quý, đầu tư ít nhất cũng là hàng triệu, cậu tính là cái thá gì? Ai cho cậu dũng khí giả vờ ở đây? Tần Vũ, anh tới đây làm gì? Hôm nay là ngày quan trọng của tập đoàn Trần Thị, đừng tới đây gây rối. Tôi đã nói rồi, tôi đến đầu tư, mặc kệ cô có tin hay không, đây là lần cuối cùng tôi giúp cô. Cả người anh không có một xu, lấy cái gì để đầu tư? Thu lại cái lòng tự trọng đáng thương kia của anh đi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Người tới là khách, nếu hắn đã muốn đầu tư, vậy hãy cho hắn cơ hội đi. Tiểu Bạch Kiểm, hai, không phải cậu muốn đầu tư sao? Có thể. Để tôi làm mẫu cho cậu. Nơi này có 50 triệu, là vốn đầu tư mà tôi chuẩn bị cho Khê Nguyệt, cậu thì sao? Cậu có thể lấy ra được bao nhiêu? 50, hay là 500? 50 triệu, tài giỏi lắm sao? Nếu tôi nói với cậu, là tôi muốn đầu tư 1 tỷ, thì sẽ thế nào? 1 tỷ. Tiểu Bác Kiểm, cậu nghĩ mình là ai? Toàn giang thành này, phú hào có thể lấy ra 1 tỷ, cũng chỉ trên đầu ngón tay. Ai cho cậu dũng khí? Mà dám ở đây ngông cuồng, nếu cậu có đủ khả năng lấy ra 1 tỷ, thì tôi sẽ quỳ xuống, gọi cậu là cha. Cậu, gọi đi. Một tỷ, chuyện này sao có thể? Một tỷ, thật đúng là chi phiếu 1 tỷ, sao tên phế vật này có thể có nhiều tiền như vậy? Một lời không hợp, liền nện xuống 1 tỷ vốn đầu tư. Rốt cuộc người này là ai? Lẽ nào cậu ta chính là vị quý nhân phù trợ Trần gia?
Không có khả năng, cậu là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám. Sao lại có thể có được 1 tỷ, tấm chi phiếu này? Nhất định là giải. Mở to con mắt của cậu ra nhìn cho kỹ. Trên tấm chi phiếu này có chữ ký của chủ tịch tập đoàn Du Long, còn có con dấu chính thức của ngân hàng. Là thật là giả, vừa nhìn liền biết. Sao lại, chi nhánh của tập đoàn Du Long, Mã quản lý đến. Không ngờ tập đoàn Du Long thật sự phái người tới đây. Mặt mũi nhà này cũng quá ghê gớm. Tập đoàn Du Long, chính là xí nghiệp đứng đầu Giang Thành, tài sản lên tới hơn 100 tỷ. Người nào có quan hệ với tập đoàn Du Long, thì chuyện lên như diều gặp gió, cũng chỉ là ngày một ngày hai. Mã quản lý, ngài giúp tôi nhìn xem, tấm chi phiếu này, rốt cuộc là thật hay giả? Là ai to gan như vậy, dám làm giả chi phiếu của tập đoàn Du Long ta? Mã quản lý, ý ngài là, tấm chi phiếu này là giả, cậu nhìn đi. Làm giả trông rất giống thật, nhưng làm sao có thể qua được pháp nhãn của tôi? Hơn nữa, chủ tịch tập đoàn Du Long. Sao có thể vì cái loại hạng người vô danh, mà ký một tấm chi phiếu lớn như vậy? Tôi kết luận, là giả. Tần Vũ, anh đúng là to gan lớn mật, ngay cả, chi phiếu cũng dám làm giả. Anh có biết, làm vậy sẽ phải ngồi tù không hả? Họ Tần kia được lắm, dám dùng tấm chi phiếu giả đến lừa gạt tôi. Tôi lệnh cho cậu, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Tiểu tử, dám giả mạo chi phiếu của tập đoàn Du Long tôi, có biết hậu quả như nào không? Mã quản lý. Làm sao ông biết tấm chi phiếu này là giả? Tôi là quản lý của tập đoàn Du Long, tôi nói là giả, thì chính là giả. Mã quản lý, lời nói ra, là phải chịu trách nhiệm. Tốt nhất ông nên gọi điện thoại cho Triệu Hoành Thịnh trước. Hỏi thăm một chút về tình hình cụ thể. Làm càn, dám gọi thẳng đại danh của chủ tịch, cậu là cái thá gì? Lập tức quỳ xuống nhận sai. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Sao bây giờ anh lại thành cái bộ dạng này? Lúc trước tranh công với Tô Thiếu thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả chuyện phạm pháp cũng dám làm. Anh thực sự làm tôi thấy quá thất vọng. Trần Phi Nguyệt, tôi là người như nào? Trong lòng cô hẳn là vô cùng rõ ràng. Tôi tuyệt đối không dùng chi phiếu giả làm lại chuyện lừa gạt này. Chuyện tới nước này mà anh còn nói dối sao? Nếu không phải Mã quản lý tuệ nhãn như thần, vạch trần chân tướng, có phải anh định nói dối đến cùng không? Trần Phi Nguyệt, cô có thể tin tưởng tôi một lần được không? Tấm chi phiếu này là do chủ tịch tập đoàn Du Long tự mình ký tên. Thiên chân vạn xác, nếu cô không tin thì tự mình kiểm tra đi. Đủ rồi. Tần Vũ, anh tẩu hỏa nhập ma rồi. Anh cho rằng làm giả chi phiếu, cố tình càn quấy là có lại được tôi sao? Anh đừng nằm mơ nữa. Những việc anh đã làm sẽ chỉ càng làm tôi thấy chán ghét anh. Hiện tại, mời anh lập tức rời đi. Tôi không muốn gặp lại anh. Trần Phi Nguyệt, tôi chưa từng nói dối cô, nhưng tôi không thể hiểu được, vì sao tôi nói gì cô cũng không tin. Làm vợ chồng 3 năm, chút tin tưởng đấy cũng không có sao. Anh muốn tôi tin kiểu gì đây? Chủ tịch tập đoàn Du Long, có thân phận gì? Ngài ấy chính là thủ phú của Giang Thành chúng ta. Anh ngay cả tư cách ngưỡng mộ người ta cũng không có. Anh dựa vào cái gì để khiến người ta đưa tiền cho anh? Nếu tôi nói với cô, chủ tịch tập đoàn Du Long chỉ là một quân cờ, hỗ trợ tôi thượng vị. Cô có tin không? Tần Vũ, anh đừng nói liên thiên nữa có được không? Người có thể nghèo, nhưng làm người thì phải có bản lĩnh. Nhìn xem đang ở bộ dạng gì, thực sự mất trí rồi. Nguyên lai tôi trong lòng cô lại tồi tệ đến vậy. Đừng nhiều lời với hắn như vậy, nhanh đuổi hắn ra ngoài, đỡ phải chướng mắt. Đúng vậy, hôm nay là ngày tài trợ của tập đoàn Trần Thị. Loại phế vật này, không có tư cách tham gia. Tôi khuyên cậu, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nhận sai đi. Đến khi Mã quản lý bắt đầu truy cứu, sợ là cậu sẽ phải ngồi nhà lao. Hào môn Giang gia, Giang tiểu thư tới. Cái gì, người của Giang gia cũng tới đây? Mặt mũi của Trần gia, thật sự lớn như vậy sao? Giang gia, chính là một trong tam đại hào môn của Nam Tỉnh. Gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, ở Nam Tỉnh, đều có thể hô phong hoán vũ. Nghe nói Giang gia đại tiểu thư này, không chỉ tài hoa xuất chúng, hơn nữa còn có mỹ mạo chim sa cá lặn. Ai mà cưới được cô ấy, quả thật là, có phúc ba đời nhà họ, sao lại là cô ta? Con hồ ly tinh này, là thiên kim của Giang gia. Giang tiểu thư, cơn gió nào đưa cô tới đây? Bỉ nhân là Mã Văn Tài, quản lý của tập đoàn Du Long, tại bữa tiệc riêng của chủ tịch may mắn được gặp qua cô. Giang tiểu thư, sao cô lại đánh tôi? Cái tát này, là tát ông có mắt không chồng. Từ giờ trở đi, ông bị sa thải khỏi tập đoàn Du Long.
Sa thải, Giang tiểu thư. Dù cô là thiên kim hào môn, nhưng cũng không phải chủ tịch tập đoàn Du Long. Cô dựa đâu sa thải tôi? Dựa vào cái gì sao? Điện thoại từ Hoàng Tổng của tập đoàn Du Long, muốn nghe thử một chút không? Hoàng Tổng, tên họ Mã kia, Giang tiểu thư mà cậu cũng dám đắc tội. Cậu không cần mạng nữa sao? Lập tức cuốn gói cút đi, bằng không cậu sẽ biết tay tôi. Giang tiểu thư, không biết đã đắc tội gì? Cô đại từ đại đi, tha cho tôi một lần đi. Giang tiểu thư, thứ nhất, các người đã xé tấm chi phiếu, trị giá 1 tỷ của vị hôn phu của tôi. Thứ hai, còn nói năng lỗ mãng với vị hôn phu của tôi. Đây là sai lầm lớn của ông. Vị hôn phu, Tần tiên sinh, vừa rồi tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi. Tần tiên sinh, thật ngại quá, hiện tại nói những lời này đã muộn. Lập tức cút cho tôi. Nếu không thì, ông sẽ không chỉ đơn giản bị sa thải thôi đâu. Tôi cút Giang tiểu thư, Tần tiên sinh, tôi cút. Mã quản lý, Tần Vũ vậy mà lại bám được vào thiên kim của Giang gia. Vậy có nghĩa là tấm chi phiếu 1 tỷ vừa nãy là thật. Xong rồi, mẹ đã tự tay xé đi, tấm chi phiếu trị giá 1 tỷ. Đúng là nghiệp chướng mà. Trần Khê Nguyệt, cái tát này là để dạy cho cô một bài học, tôi cảnh cáo cô lần cuối, Tần Vũ là người đàn ông của tôi, dám động đến anh ấy, tôi cam đoan cô sẽ phải hối hận. Còn nữa, bởi vì cô sở tác sở vi, tôi đại diện cho Giang gia, toàn diện phong sát tập đoàn Trần Thị, người nào còn dám hợp tác cùng tập đoàn Trần Thị, thì chính là đối đầu với Giang gia tôi. Trần Khê Nguyệt, đây chính là cái giá cho việc cô đánh người đàn ông của tôi. Không, Giang tiểu thư, chúng tôi với Giang gia không thù không oán, vì sao cô lại muốn phong sát tập đoàn Trần Thị chúng tôi? Đúng đó Giang tiểu thư, nếu chúng tôi làm sai chuyện gì, chúng tôi nhận lỗi với cô nên cắt đứt nguồn thu của chúng tôi. Tô Thiếu, cậu có quan hệ rộng, cậu có thể giúp chúng tôi xin tiểu thư được không? Cầu xin tôi. Hắn cũng xứng sao? Tần Vũ, tấm chi phiếu 1 tỷ kia, Giang tiểu thư đưa cho anh, có phải hay không, còn quan trọng đến vậy sao? Dù tôi có nói gì, cô cũng sẽ không tin. Tôi. Em đã sớm nói với anh rồi, cô ta không đáng để anh giúp đỡ, anh lại tự mình làm khổ, chúng ta đi nào. Khê Nguyệt, chúng ta nên làm gì đây? Tập đoàn Trần Thị của chúng ta bị phong sát rồi, chúng ta ăn nói với bà nội như nào đây? Sau này chúng ta phải sống ra sao? Chị em thấy Tần Vũ cùng Giang tiểu thư kia giao tình rất sâu. Nếu không thì, chị đi xin lỗi Tần Vũ đi. Đúng vậy, Tần Vũ đối với con là nói gì nghe đó. Chỉ cần con mở lời, hắn sẽ giúp chúng ta. Cầu xin Giang tiểu thư. Tần Vũ, em lại giúp anh thêm một lần nữa. Anh định cảm ơn em thế nào? Cô muốn tôi cảm ơn như nào? Nếu không thì, lấy thân báo đáp đi. Giang tiểu thư, giờ tôi không có tâm trạng, cùng cô nói đùa. Được rồi, nhưng mà anh đấy, đúng là tên đầu gỗ không hiểu phong tình. Giang tiểu thư, cô xem chuyện phong sát tập đoàn Trần Thị này, có thể khoan hồng được không? Làm sao, đau lòng rồi à? Cô ta đối với anh như vậy, anh còn muốn giúp cô ta? Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi cũng không muốn sự tình trở nên căng thẳng như vậy. Hủy bỏ phong sát cũng được, nhưng mà, anh phải đáp ứng với em một điều kiện. Điều kiện gì? Giữa trưa ngày mai, đến khách sạn Vân Đỉnh gặp em, lúc đó em sẽ nói cho anh biết, không gặp không về. Đợi đã. Tôi có chuyện muốn nói. Trần Tổng có chỉ thị gì? Tần Vũ, Giang gia hủy bỏ, phong sát tập đoàn Trần Thị, có phải là vì anh không? Tôi quả thật thay cô cầu tình, nhưng Giang tiểu thư làm gì? Tôi cũng không thể nhúng tay vào. Bất luận thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Ngoài ra, tối qua là tôi hiểu lầm anh, tôi xin lỗi. Tôi không hiểu sao anh quen biết với Giang tiểu thư, nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu, nên dựa vào bản thân mình, mượn quyền thế của người khác, tung quy cũng không lâu dài, tự thân mình mới là chân chính ưu tú. Vậy sao cô dám khẳng định là tôi không ưu tú? Tuy rằng tối qua anh chiếm trọn lợi thế, nhưng đều là vì có Giang tiểu thư làm chỗ dựa, cô ấy có thể giúp anh vài lần. Nhưng không giúp anh mãi được, tôi hy vọng anh nhìn cho rõ, đừng ảo tưởng một bước lên trời, cho nên cô vẫn không tin tôi. Tôi biết những lời này làm tổn thương người khác, nhưng tôi muốn nói với anh, vì muốn tốt cho anh, đừng dựa dẫm vào người khác, hay cho câu nói, vậy giữa cô và Tô Bằng là có chuyện gì?
Tần Vũ, tôi mặc kệ anh có tin hay không, tôi không thích Tô Bằng, tôi cùng Tô Bằng không có quan hệ gì. Những gì tôi làm là vì sự phát triển của tập đoàn Trần Thị. Ở trên thương trường, nếu không có quan hệ tốt, chính là nửa bước khó đi. Cho nên, đây chính là lý do cô ly hôn, tôi. Nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã ly hôn rồi, hãy chia tay một cách êm đẹp, tôi còn có việc. Cáo từ. Tiện nhân, ly hôn rồi mà vẫn còn vương vấn không dứt, xem tôi xử lý cô như nào. Tần Vũ, anh đến rồi, mau ngồi đi. Linh Tuyên, đây là vị khách mà cậu chờ sao? Vị này công tử nhà nào vậy? Để tôi giới thiệu, vị này chính là Tần Vũ. Tần Vũ, sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, cậu chính là đứa con ngoài dã thú, nghe nói đã bị trục xuất, tên ăn mày cũng không bằng, sao có thể ngồi chung bàn với chúng ta? Quên nói với các người, Tần Vũ hiện tại là bạn trai của tôi. Cái gì? Bạn trai? Linh Tuyên, cậu không nói đùa chứ? Hắn đã bị Tần gia bỏ rơi, không xứng đôi với cậu. Cậu và anh của tớ mới là trai tài gái sắc. Nói rất đúng, Giang gia cùng Cao gia chính là thế gia. Giang tiểu thư gả cho Cao công tử là chuyện đương nhiên. Này, đứa con ngoài dã thú kia, anh nghe rõ chưa? Anh tôi rất coi trọng Linh Tuyên, tôi khuyên anh tốt nhất nên tự mình rút lui ngay đi. Anh trai cô lợi hại lắm sao? Đương nhiên, anh ý là người thừa kế Cao gia, văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, gần đây còn gia nhập Long Các, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Cái gì? Long Các? Lẽ nào là nơi có thể lệnh chư hầu thiên hạ, tổ chức thần bí được phong là linh hồn của đại hạ? Đúng vậy, Long Các có được quyền lực trí cao vô thượng, mỗi người đều là tinh anh tỏa sáng, vô luận là quan lớn hiển quý hay là thương nhân cự phú, đều phải nghe lệnh của Long Các, chỉ cần gia nhập Long Các, giống như cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Thật không ngờ, Cao công tử là thành viên của Long Các, về sau cả Nam Tỉnh đều phải thần phục dưới chân anh ấy. Đứa con ngoài dã thú, anh biết anh của tôi lợi hại như nào rồi chứ? Có thể vào Long Các, cũng coi như tạm tạm đi. Này, cái gì mà tạm, có biết Long Các cao quý tới cỡ nào không? Anh có biết vào đó khó cỡ nào không? Lại như anh, tư cách ngưỡng mộ anh tôi cũng không có. Còn ở đây khua chân múa tay, Tần Vũ, cậu nói chuyện nên tôn trọng một chút. Nếu đắc tội với thành viên Long Các, ngay cả Giang tiểu thư cũng khó bảo vệ cho cậu. Long Các có tứ đả bát đường, tam thập lục kỳ, không biết anh cô là gia nhập nơi nào? Đùa cái gì vậy, tôi đã gia nhập đứng đầu tam thập lục kỳ, thiên khôi kỳ. Chào Cao công tử. Ca, anh tới rồi. Đứa con ngoài giá thú này, vậy mà coi thường anh, đúng là không biết trời cao đất dày. Tiểu tử, cậu cũng ngông cuồng đấy. Gia nhập Long Các chỉ có thể tính là tạm tạm, vậy thì xin hỏi cậu định là cái thá gì? Không khéo tôi cũng như anh là thành viên của Long Các. Cậu, nhìn cái bộ dạng hèn mọn này của cậu, cũng xứng gia nhập Long Các? Từ khi nào Long Các nhìn trông mặt mà bắt hình dong? Được, cậu nói cậu là thành viên của Long Các, bằng chứng đâu? Mỗi thành viên của Long Các đều được phân một chiếc yêu bài biểu trưng cho thân phận. Có bản lĩnh thì lấy yêu bài của cậu ra đây, cho mọi người nhìn một cái. Đùa cái gì vậy, ai lại mang thứ đó mỗi ngày chứ? Hay là nói, cậu không có? Đúng vậy, làm bộ làm tịch, tôi còn tưởng cậu lợi hại thế nào. Mất nửa ngày, tóm lại cũng chỉ là khua môi múa mép. Tiểu tử, giá mạo thành viên của Long Các, ở bên ngoài giả danh lừa gạt, chính là đại tội. Bây giờ tôi lệnh cho cậu quỳ xuống nhận lỗi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đúng vậy, lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Nhận lỗi, tôi sợ cậu nhận không nổi. Đừng nói là cậu, cho dù là kỳ chủ của Thiên Khôi Kỳ, Vương Dương đứng trước mặt tôi, hắn cũng không dám làm càn. Lớn mật, tiểu tử, cậu biết mình đang nói cái gì không? Dám sỉ nhục kỳ chủ chúng tôi, đó chính là tội chết. Tội chết sao? Tùy tiện nói mấy câu, liền biến thành tội chết. Sao tôi lại không biết? Long Các hiện tại bá đạo như vậy, loại người như cậu sao biết được sự uy nghiêm của Long Các? Cao công tử xuất thân từ hào môn, giờ là thành viên của Long Các, không phải người mà cậu có thể đắc tội. Nhanh chóng cúi đầu nhận sai, có lẽ lát nữa còn có thể được tha thứ. Tiểu tử, hôm nay nếu cậu không thành thành thật thật nhận sai, vậy thì đừng trách tôi không khách khí với cậu. Cao Viễn, Tần Vũ là người mà tôi đưa tới, dù thế nào anh còn muốn ở trước mặt tôi động thủ hay sao? Linh Tuyên, tên này quá ngông cuồng, nếu không giáo huấn hắn một chút, sau này chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Tần Vũ gây họa đã có tôi, không phiền anh quan tâm. Em, tiểu tử, hôm nay tôi giữ thể diện cho Linh Tuyên, không so đo với cậu, nhưng mà sau này nên cẩn thận một chút, không phải ai cũng rộng lượng giống tôi. Cao công tử, nghe nói gần đây Long Các cử hành anh hùng yến, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, không biết anh có nhận được thiệp mời không? Anh hùng yến là cái gì? Anh hùng yến chính là thịnh hội, được Long Các tổ chức 3 năm một lần. Đến lúc đó, mỗi thương nhân cự phú,
quan lớn hiển quý, đều sẽ tới tham gia. Chỉ là đáng tiếc, thư mời tham dự này, số lượng thực sự không nhiều. Lưu gia chúng tôi đã sử dụng nhiều các mối quan hệ, đến giờ một tấm cũng không kiếm được. Những người tham gia anh hùng yến, ai cũng là nhân vật oai phong một đời. Lưu gia các người không nhận được thư mời, cũng là chuyện bình thường. Cho dù là tôi cũng chỉ nhận được có 2 tấm. Linh Tuyên, thư mời này, anh tặng cho em, Giang gia các em, không phải vẫn muốn được giao thiệp với Long Các sao? Có tấm thư mời chính là cơ hội tốt để quen biết với người của Long Các. Thậm chí còn có thể được gặp gỡ các chủ vị đứng trên vạn người. Chính là có thể gặp Quang Tông Diệu Tổ. Quang Tông Diệu Tổ? Khoa trương vậy sao? Cậu biết cái giám gì? Các chủ vị đại nhân, chính là thiên hạ chí tôn, là tồn tại cử thế vô song. Ngài ấy tùy tiện dậm chân thôi cũng thể làm cho cả Nam tỉnh chấn động. Một đại nhân vật đỉnh thiên như vậy, nếu may mắn được gặp mặt một lần, chính là vinh quang to lớn. À, các chủ vị của Long Các rốt cuộc có tướng mạo như nào? Anh xem em có cơ hội không? Các chủ đại nhân là thân phận gì? Anh vừa mới gia nhập Long Các không lâu, đương nhiên chưa gặp qua ngài ấy. Về phần em thì... Đừng có nghĩ ngợi lung tung, em không có số mệnh đó. Chuyện đó thì khó nói, vạn nhất các chủ đại nhân lại thích kiểu của em thì sao? Anh cười cái gì? Không có gì, chỉ là thấy những lời mà anh cô nói rất có lý. Anh... Bỏ đi Tình Tình, không cần phí lời với hắn. Lại người như hắn, cả đời cũng không với tới được đẳng cấp của chúng ta. Linh Tuyên, tấm thư mời này, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được. Bây giờ anh tặng cho em, cứ coi như là xính lễ để cầu hôn em. Xính lễ? Thật ngại quá, thứ này, tôi không thể nhận. Linh Tuyên, em cần phải biết giá trị của tấm thư mời này. Có nó, Giang gia các em có thể tiến lên một tầng cao mới. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Cao công tử, một tấm thư mời tầm thường đã muốn đem ra làm xính lễ, như vậy không phải là quá keo kiệt rồi sao? Lại người hạ đẳng như cậu, sao có thể hiểu được sức mạnh thư mời từ Long Các? Chỉ với tấm thư mời trong tay tôi đây, cũng đủ để cho các đại thế gia tranh đoạt vỡ đầu. Đúng vậy, nếu mà được, Lưu gia tôi nguyện ý bỏ ra một nửa tài sản đổi lấy tấm thư mời này. Nghe thấy chưa, đây chính là vật vô giá. Cái này với tôi mà nói, muốn bao nhiêu cũng có. Chỉ dựa vào anh, lại còn muốn bao nhiêu cũng có. Anh không soi gương xem mình là cái loại gì, nói khoác mà không biết ngượng. Nếu cậu có thể lấy ra được thư mời, tôi sẽ trực tiếp ăn cái bàn này. Được lắm Cao công tử, xem ra cậu có vẻ đang rất đói. Như vậy đi, tôi sẽ giúp cậu. Hoàng Tuyền, tôi đang ở khách sạn Vân Đình, lập tức đưa 2 tấm thư mời đến đây. Làm bộ làm tịch, anh coi bản thân mình là đại nhân vật nào chứ? Một cuộc điện thoại, còn muốn 2 tấm thư mời. Anh định coi chính mình thành các chủ của Long Các sao? Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, tôi thật sự muốn xem cậu có thể giả vờ đến khi nào. Sứ giả của Long Các tới. Cái gì? Sứ giả thật sự tới rồi. Tiểu tử, cậu không phải thật sự là người của Long Các chứ? Tần tiên sinh, đây là thư mời tham gia anh hùng yến mà ngài yêu cầu. Xin hãy xem qua, vất vả rồi, để ở kia đi. Trời ạ, thật sự là thư mời tham gia anh hùng yến. Lại còn có 2 tấm, sao cậu ta có thể một cuộc điện thoại liền lấy được 2 tấm thư mời? Rốt cuộc là có lai lịch gì? Làm sao có thể, anh đã bị Tần gia bỏ rơi, sao có thể lấy được thư mời tham gia anh hùng yến? Đừng dùng mắt chó coi thường người khác, thứ đồ như này, với tôi mà nói, không có một chút khó khăn. Anh, khoan đã. Mọi người đừng để bị hắn lừa, 2 tấm thư mời này, là giả, chuyện này không thể nào. Tiểu tử, cậu gạt được người khác nhưng không gạt được tôi. Nếu tôi đoán không sai, cái tên sứ giả của Long Các vừa nãy là diễn viên mà cậu thuê tới. Về 2 tấm thư mời này, lại càng là hàng giả có 100.000 sơ hở. Cao công tử, cậu có bằng chứng gì để chứng minh đồ của tôi là giả? Muốn bằng chứng sao? Đơn giản. Mọi người đã trông thấy chưa? Tấm thư mời này của tôi là chữ vàng nền đỏ, mà tấm này của hắn là chữ vàng nền đen, màu sắc khác nhau như vậy. Tôi nghĩ, ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra thật giả. Làm mình sợ muốn chết, tôi còn cho rằng anh có thể lấy được thư mời. Hóa ra là ở đây lòe thiên hạ. Cũng may, Cao công tử tuệ nhãn như thần, nếu không tất cả mọi người đều bị hắn lừa rồi. Tiểu tử, về sau có muốn gạt người, tốt nhất là làm giả cho giống một chút, làm ra cái thứ đồ bỏ đi này. Cậu cho rằng tôi bị ngu sao? Cao công tử, cậu có phải người tự huyễn hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi có thể khẳng định, mắt của cậu có vấn đề. Nhìn cho kỹ, của tôi là thư mời khách quý, thứ mà cậu cầm trên tay,
là thư mời phổ thông. Giữa hai người này, đương nhiên phải có khác biệt rất lớn. Nói khoác cái gì vậy? Cái gì mà thư mời khách quý? Tôi chưa từng nghe qua, cậu chưa từng nghe qua, là chứng minh cậu không đủ đẳng cấp. Tiểu tử, cậu đừng ở đây nói hưu nói vượn, cho rằng tùy tiện tìm một cái lý do là có thể qua mặt, đừng có nằm mơ nữa. Giang tiểu thư, cô thấy thế nào? Anh là người đàn ông của em tin tưởng vào anh. Linh Tuyên, hắn là một tên lừa đảo, em đừng để bị hắn lừa. Đúng đó Linh Tuyên, hắn ta bị Tần gia bỏ rơi, sao có thể thật sự lấy được thư mời khách quý? Là thật hay giả? Vào ngày tổ chức anh hùng yến, mọi chuyện tự khắc rõ ràng. Được, tiểu tử, tôi cho cậu giả vờ vài ngày, đợi đến anh hùng yến, đương nhiên tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu. Vậy sao? Được thôi, vậy chúng ta hãy chống mắt lên xem. Sao Tô Bằng lại ở đây? Lẽ nào? Khê Nguyệt, để chúc mừng việc hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ, anh mời em một ly. Tiêu Tiêu đâu? Không phải nó nói cũng muốn tới sao? Vừa rồi anh có hỏi qua em ấy nói trên đường đi bị kẹt xe, tạm thời không đến được. Không vấn đề gì, chúng ta cứ uống trước. Trần Khê Nguyệt, ban đầu, tôi còn muốn chiếm được trái tim của cô trước, sau đó mới đưa cô lên giường. Thật không ngờ cô đối với cái tên phế vật Tần Vũ kia dư tình chưa dứt. Vậy tôi sẽ sử dụng một chút, thủ đoạn nhỏ thôi. Tô Bằng, mày muốn chết à? Khê Nguyệt, họ Tần kia, cậu là đồ xúc sinh, dừng tay cho tôi. Giữa ban ngày ban mặt, cậu dám xâm phạm con gái tôi, là ai cho cậu cái gan này? Mẹ, con không có, im đi, chính mắt tôi nhìn thấy, còn có thể giả sao? Được lắm Tần Vũ, anh không chiếm được chị tôi, nên dùng thủ đoạn đê tiện à? Anh là tên cha nam không bằng cả chó lợn, các người hiểu lầm rồi, người muốn hại Khê Nguyệt là Tô Bằng. Là hắn ta bỏ thuốc vào trong rượu của Khê Nguyệt. Tôi tình cờ bắt gặp, nếu không phải tôi kịp thời ngăn cản, thì Khê Nguyệt đã bị hại rồi. Tô Thiếu, sao lại là cậu? Không thể nào. Tô Thiếu có thân phận gì? Sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như này? Nhất định là anh, cố ý vu khống. Nếu các người đã không tin tôi, vậy tự hỏi hắn ta đi. Tô Thiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chắc là anh sẽ không làm hại chị em đúng chứ? Liệu có phải là Tần Vũ vu khống cho anh không? Đúng, không sai. Tần Vũ chính là tên đã ăn cắp còn la làng. Vừa rồi anh nhìn thấy hắn có mưu đồ quấy rối Khê Nguyệt, anh ra tay ngăn cản, thật không ngờ hắn lại động thủ đánh người. Em nhìn đi, nhìn hắn đánh anh này, bị hắn đánh thành cái dạng gì rồi. Tô Bang, mày còn dám đổi trắng thay đen, đứng lại, anh định làm trò gì? Giờ lại còn muốn hành hung nữa. Họ Tần kia, trước đây tôi chỉ cảm thấy cậu không có tiền đồ, không ngờ cậu lại là người háo sắc, làm ra lại chuyện như này. Nếu không có Tô Thiếu anh hùng cứu mỹ nhân, con gái tôi đã bị cậu làm tổn hại rồi. Mẹ đừng phí lời với hắn, lập tức báo cảnh sát, hôm nay tuyệt đối không tha cho hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Khê Nguyệt, con tỉnh rồi, con còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Con không nhớ rõ. Sao lại thế này? Quần áo của con, chị, đều là do cái tên xúc sinh Tần Vũ này. Hắn có mưu đồ quấy rối chị, vừa nãy nếu không có Tô Thiếu liều chết cứu, thì chị đã bị tên xúc sinh này làm nhục rồi. Đúng vậy, cái tên này ngày thường trông khá hiền lành, nhưng thực ra lại là một tên tiểu nhân vô sỉ. Tần Vũ, sao có thể như vậy được? Chị biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Khê Nguyệt, vừa rồi anh vào nhà vệ sinh, lúc trở lại, liền thấy em bất tỉnh ở trên ghế sofa, Tần Vũ đang giở trò đối với em. Nếu anh không xuất hiện ngăn cản, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Trần Khê Nguyệt, không liên quan tới tôi, là hắn động thủ vào rượu của cô, đúng lúc bị tôi ngăn lại, giờ hắn lại đổi trắng thay đen. Anh nói láo, Tô Thiếu là quân tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Rõ ràng là anh đang vu oan giá họa. Khê Nguyệt, con đừng tin tên xúc sinh Tần Vũ này, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn đang xâm phạm con. Vì sao?
Sao anh phải làm vậy? Tôi biết việc ly hôn làm anh chịu đả kích rất lớn, nhưng anh không cần phải làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Trần Khê Nguyệt, cô không tin tôi, mẹ và em tôi đều nhìn thấy. Anh muốn tôi tin kiểu gì đây? Khê Nguyệt, tôi và cô làm vợ chồng 3 năm, tôi là loại người nào? Cô hẳn là người hiểu rõ nhất. Nếu tôi muốn quấy rối cô, tôi cũng không cần đợi đến ngày hôm nay. Đó là chuyện trước khi ly hôn. Sau khi ly hôn, anh không cam lòng, chuyện gì cũng có thể làm được. Được, các người không tin tôi có nhân chứng. Tôi đã tận mắt thấy Tô Bằng đưa thứ gì vào tay cô ta, giở trò trong rượu. Tôi đã tận mắt thấy Tô Bằng đưa thứ gì vào tay cô ta, giở trò trong rượu. Tôi không có. Không có, vậy cô nói xem đây là gì? Tôi, nếu giờ cô nói ra chân tướng sự việc, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Tôi thiếu thân phận tôn quý. Nếu cô dám vu khống, tự gánh lấy hậu quả. Cô đừng lo lắng, mạnh dạn nói ra đi, là ai sai khiến cô? Tôi. Nghĩ kỹ trước khi nói. Là anh ta sai tôi, giở trò trong rượu, tôi. Được lắm họ Tần kia, hóa ra cậu mới thật sự là kẻ đã cắp còn la làng. Chị, bây giờ thì chị biết, ai mới là tiểu nhân, ai mới là quân tử. Khê Nguyệt, anh đã sớm phát hiện tên Tần Vũ này, lòng lang dạ sói, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, sau này em nhất định phải cảnh giác nhiều hơn. Sao cô lại nói dối? Dừng lại, sao vậy, anh còn muốn động thủ? Trần Khê Nguyệt, tôi thề với cô, tôi không có làm ra chuyện gì có lỗi với cô, là hai người bọn họ cấu kết với nhau, để vu oan giá họa cho tôi, người là anh tìm tới, bây giờ người ta nói ra chân tướng, anh ngược lại còn không thừa nhận, đúng là mặt dày vô sỉ, lập tức gọi cảnh sát. Được thôi, gọi cảnh sát đi, trong khách sạn có máy quay giám sát, các người không tin lời tôi, chỉ cần xem máy giám sát, chân tướng sẽ được sáng tỏ. Đủ rồi Tần Vũ, anh muốn gây rối đến khi nào? Nhân chứng vật chứng đều có đủ, cho dù anh ngụy biện, cũng sẽ tự rước lấy nhục. Tần Vũ, tôi vẫn luôn nghĩ, anh là người chính trực, không ngờ anh bây giờ, lại là tên bỉ ổi, suy nghĩ dơ bẩn, lại còn nói dối. Vì để thoát tội, không ngại vụ án hãm hại Tô Thiếu, những việc mà anh đã làm, thực sự làm tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Được, ghê tởm, tôi đê tiện, tôi là rác rưởi, cô Thanh Cao cô rất giỏi, cạnh cô đều là người tốt, cái tát này của cô tát rất hay, tôi xứng đáng được nhận, tôi tự rước nhục vào mình, tôi không nên xen vào việc của người khác. Tần Vũ, chuyện tới nước này, mà anh còn không biết hối cải sao? Đúng vậy, tôi chính là không biết hối cải, nếu cô thấy khó chịu, gọi cảnh sát tới bắt tôi, anh. Tần Vũ, dù gì chúng ta từng là vợ chồng, tôi có thể không so đo với anh, nhưng nếu xảy ra chuyện này một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Súc sinh, hời cho cậu rồi. Sau này tránh xa chị tôi một chút, nếu không, tôi sẽ không khách khí với anh. Tần Vũ à, cậu biết sự thật, thì có tác dụng gì? Không ai tin cậu. Một tên lông chim như cậu, thấp cổ bé họng, lời nói ra cũng đều vô dụng. Đời này của cậu, chỉ xứng quỳ gối dưới chân tôi. Thế nào, có phải đang rất phẫn nộ không? Rất ủy khuất. Lại nói, tôi nên cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cùng Khê Nguyệt chia tay. Nếu không, tôi cũng không có cơ hội để lợi dụng. Tôi tin sẽ không bao lâu nữa. Tôi nhất định có thể đưa cô ta lên giường. Cậu yên tâm, chờ sau khi tôi chơi chán rồi, chắc chắn sẽ đem cô ta trả lại cho cậu. Về phần, có bị chơi hỏng hay không? Tôi cũng không biết. Tôi cho ông thời gian 5 phút. Làm cho Tô gia phá sản. Chị, Tần Vũ này đã điên rồ mất trí rồi. Chị cứ vậy mà tha cho hắn sao? Theo ý của ta, báo cảnh sát bắt hắn lại. Nhỡ sau này hắn mưa đồ. Bất luận thế nào đều là con có lỗi với anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể từ bài học lần này xem lại chính mình. Chị cũng quá nhân từ rồi. Nếu không phải có Tô Thiếu ra tay tương cứu, thật không biết Tần Vũ sẽ làm gì chị. Đúng vậy con gái, người tốt như Tô Thiếu giờ không còn nhiều nữa. Con nhất định phải trân trọng. Tô Thiếu, ngày mai Trần gia bọn dì có một bữa tiệc tối, cháu hãy ghé qua cùng ăn cơm, bồi đắp thêm cảm tình. Nếu dì Lam đã nhiệt tình mời như vậy, cháu mà từ chối thì thật bất kính. Alo, súc sinh, mày đã đắc tội với vị đại nhân vật nào? Tô gia của chúng ta đã sắp bị phá sản rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Đều là vì tên súc sinh mày.
Nhanh cút về đây cho tao. Tô Thiếu, chuyện gì vậy? Trông sắc mặt anh không được tốt. Không có gì. Anh đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp, anh đi trước đây. Và, đang yên đang lành, sao Tô gia chúng ta lại bị phá sản? Cái tên súc sinh mày. Mày đã đắc tội ai? Cũng không đoán ra được sao? Có nhầm lẫn gì không? Con luôn biết thân biết phận, đâu dám đắc tội với nhân vật nào. Không phải mày, lẽ nào lại là tao? Mới vừa nãy chủ tịch tập đoàn Du Long, Triệu Hoàng Thắng, đã gọi điện cho tao, mắng tao thậm tệ một trận, còn hạ lệnh phong sát, Tô gia chúng ta hiện tại, đã sắp phá sản rồi. Tập đoàn Du Long. Quái vật khổng lồ như vậy, con nào dám đi đắc tội, trong chuyện này, nhất định có hiểu lầm, mày ít nói nhảm lại. Lập tức theo tao đến tập đoàn Du Long nhận lỗi, nếu không thu hồi được thiệt hại, lão tử sẽ lột da mày. Tần tiên sinh, tôi làm xong rồi, từ nay về sau, Tô gia sẽ bị xóa tên khỏi Giang Thành. Làm tốt lắm. Triệu Đồng, Tô Minh Sương đến tận cửa mong được gặp ngài, nói là có chuyện muốn thương lượng. Đến cũng nhanh đấy, Tần tiên sinh, ngài xem, ngài có muốn gặp họ không? Đương nhiên là muốn gặp. Tôi muốn xem rốt cuộc, họ định giở trò gì? Đi, đem bọn họ mang tới đây. Triệu Đồng, tôi mang theo khuyển tử, đến gặp ngài nhận tội. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin Triệu Đồng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho chúng tôi một con đường sống. Nghịch tử, nhanh chóng tạ tội, tôi xin lỗi Triệu Đồng, tôi. Họ Tần kia, sao cậu lại ở đây? Tô Bằng, không phải cậu nói cả đời này, sẽ dẫm nát tôi sao? Giờ thì, là ai dẫm ai? Tao hiểu rồi. Thì ra do mày ở giữa gây khó dễ. Dám ngắm vào Tô gia tao, tao giết mày. Lớn mật dám bất kính với Tần tiên sinh. Tần tiên sinh, nói thật cho các ngươi biết, Tần tiên sinh chính là khách quý của Triệu Mỗ. Bất kính với tiên sinh, chính là không đem tôi để vào mắt. Khách quý. Chuyện này không thể nào. Triệu Đồng, tôi hiểu rõ nội tình của hắn. Hắn là một thằng đi ở rể trần gia, là tên phế vật, ngài đừng để bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thân phận của Tần tiên sinh, không phải người cậu có thể đoán. Dám ăn nói lung tung, cẩn thận không tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Triệu Đồng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngài đừng tức giận, tôi thay nó nhận lỗi với ngài. Nhận lỗi với tôi thì được gì? Tần tiên sinh, tôi thành thật xin lỗi. Nếu như khuyển tử có chỗ nào mạo phạm, hy vọng ngài có thể bỏ qua cho. Khi trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn thật tốt. Nghiệp chướng, còn thất thần ra đấy, mau chóng hướng Tần tiên sinh bồi tội. Bồi tội thì không cần, Tô Thiếu có thân phận tôn quý, sao tôi nhận nổi? Tô Bằng, những chuyện trước đây tôi có thể không tính toán, nhưng cậu ngàn vạn lần không nên bỏ thuốc khê nguyệt. Tô gia bị phá sản là trừng phạt dành cho cậu, nếu xảy ra một lần nữa tôi sẽ cho cậu bốc hơi khỏi thế gian này. Giờ thì lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi. Còn thất thần ra đó nữa, không nghe Tần tiên sinh nói sao? Nhanh cút ra ngoài. Thằng súc sinh, xem chuyện tốt của mày đi. Cơ nghiệp chục năm của Tô gia đều bị hủy ở trong tay mày. Không thể nào, Tần Vũ là một tên phế vật, sao có thể là khách quý của Triệu Hoàng Thắng được? Con hiểu rồi, nhất định là Giang gia. Tiểu tử này có quen biết với Giang tiểu thư, chắc là mượn quyền của Giang gia để trả thù chúng ta. Sao lại xuất hiện Giang gia nữa? Tên tiểu tử nhà mày ở bên ngoài chọc vào bao nhiêu người rồi? Và tiểu tử này chỉ là một tên bạch kiểm mà Giang tiểu thư nuôi thôi. Chờ thêm vài ngày nữa, Giang tiểu thư chơi chán, liền đem hắn đạp bay ngay. Tên tiểu tử thúi này làm càn không được bao lâu nữa. Mày nói những lời này thì có tác dụng rắm gì? Tô gia chúng ta đều bị phá sản rồi. Và tuy rằng chúng ta bị phá sản, nhưng năng lực vẫn còn. Chỉ cần có vốn khởi nghiệp, chúng ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Nói thì nói như vậy, nhưng hiện tại lấy đâu ra tiền đây? Bạn bè của tao vừa nghe nói Tô gia bị phá sản, cả đám liền trốn đi rất xa. Và con có ý này. Tiểu Vũ à, có bận gì không? Bà nội, Tiểu Vũ,
Yến tiệc của Trần gia ngày mai, cháu cùng Khê Nguyệt, ngàn vạn lần đừng quên, trở về gặp bà già này đấy. Bà nội, ngày mai cháu có chút việc, có thể sẽ không qua được, trở về ăn một bữa cơm thôi mà, không mất bao nhiêu thời gian, có bận như nào, cháu cũng phải để ý tới bản thân. Bà nội, thật ra cháu và Khê Nguyệt, làm sao, có phải nó bắt nạt cháu không? Có ủy khuất gì, cháu cứ việc nói cho bà biết, bà già này nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Vâng bà nội, không có gì cả, mai cháu sẽ cố gắng có mặt, được ạ. Tạm biệt bà. Các chủ đại nhân, ngài muốn về Trần gia sao? 3 năm nay. Trần lão thái coi tôi như cháu ruột, lần này trở về, coi như là lần từ biệt cuối cùng. À đúng rồi, ông đi chuẩn bị lễ vật giúp tôi, mai tôi sẽ mang qua đó. Vâng. Nghe danh của Tô Thiếu đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Nghe nói y dược của Tô Thị, ngày kiếm cả đấu tiền, mỗi năm có thể kiếm hàng trăm triệu. Trời ạ, nhiều như vậy. Tô Thiếu, tôi có một cô bạn gái, có thể xin một chân trong công ty của anh được không? Dễ thôi, chuyện nhỏ. Tô Thiếu, không phải trước đây cháu nói, có tin tốt muốn tuyên bố sao? Đúng vậy, cháu có tin tốt muốn chia sẻ. Với mọi người đang ngồi ở đây, Tô gia dự định tiến quân lên tỉnh thành, thành lập công ty mới. Hiện tại, đang chiêu mộ đối tác. Nếu như các vị có hứng thú, đầu tư một ít tiền vào đây, chờ công ty mới phát triển, hàng năm đều sẽ chia lượng lớn cổ tức, thành lập một công ty mới. Phải đầu tư không ít tiền. Tô gia chúng cháu, đã đầu tư 1,5 tỷ. Trời ạ, 1,5 tỷ, Tô gia thật sự là tài đại khí thô. Thực lực của Tô gia, các vị đều rất rõ. Hợp tác cùng Tô gia chúng cháu, tuyệt đối chỉ lời không lỗ. Cháu là xem trọng quan hệ, mới nói cho mọi người, cơ hội kiếm tiền này. Ngoài ra, số lượng đối tác cũng có hạn. Khi số lượng đã đủ, cho dù mọi người có đầu tư bao nhiêu tiền, thì cũng không còn cơ hội nữa. Tô gia là danh môn vọng tộc, gia tài bạc triệu, rất đáng tin. Tôi sẵn sàng đầu tư 3 triệu, Tô Thiếu tính tôi vào nữa. Tôi đầu tư 5 triệu. Tốt. Đầu tư càng nhiều, càng kiếm được nhiều, có thể trở thành đối tác của Tô gia. Quả là vinh hạnh to lớn. Gì, sẵn sàng đầu tư 12 triệu. Mẹ, mẹ đã vất vả nhiều năm như vậy. Có ít tiền tiết kiệm cũng là điều bình thường. Mẹ, chuyện đầu tư phải thận trọng, vạn nhất mà thua lỗ là mất cả gốc. Khê Nguyệt, Tô gia tài chính hùng hậu, thần thông quảng đại. Sao? Khê Nguyệt, em định đầu tư bao nhiêu? Dựa vào mối quan hệ này, nếu em đồng ý đầu tư, trừ số cổ tức ban đầu, mỗi năm anh còn thêm một khoản cổ tức cho em. Chuyện này, làm sao? Em không tin anh. Anh nhìn chúng em, nên mới nói chuyện này với em. Nếu em không tin anh, vậy thì quên đi, cũng có rất nhiều người đang chờ đợi cơ hội này, em không có ý đó. Chủ yếu là tập đoàn Trần Thị vẫn đang trên đà phát triển, trong tay em cũng không có nhiều vốn dự phòng, em có thể lấy ra bao nhiêu? Khoảng 90 triệu, vậy là đủ rồi, đầu tư 90 triệu, cổ tức hàng năm ít nhất là hơn 30%. 3 năm hoàn vốn, 5 năm gấp đôi, so với em ở bên ngoài cực khổ kinh doanh, thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng 90 triệu này, là vốn dự phòng của công ty, vạn nhất xuất hiện vấn đề, em còn xoay vòng được. Chị à, công ty chúng ta đang thuận buồm xuôi gió, không có vấn đề gì đâu. Cho dù thực sự có, không phải còn có Tô Thiếu hỗ trợ sao? Khê Nguyệt, con đừng do dự, đây là cơ hội trời ban, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tô Thiếu là người chính trực, lại xuất thân danh môn, hay chị vẫn không tin anh ấy? Hơn nữa, tập đoàn Trần Thị chúng ta có thể phát triển như này, không phải đều là công lao của Tô Thiếu sao? Khê Nguyệt, nếu em tin anh, hãy đầu tư, nếu em không tin, vậy thì quên đi. Được, em sẵn sàng đầu tư. Tốt, giờ anh sẽ đi tìm người làm hợp đồng. Tần Vũ tiên sinh đến chúc mừng, sao tên tiểu tử đó lại đến đây? Họ Tần kia, thật đúng là mặt dày, không mời tự đến, là ta gọi Tiểu Vũ đến. Làm sao, con có ý kiến, nào Tiểu Vũ mau đến ngồi cạnh bà nội. Tiểu Vũ à, có tin tốt cho cháu. Tô gia muốn thành lập công ty, đang chiêu mộ đối tác, chỉ cần đầu tư tiền vào, cổ tức mỗi năm hơn 30%, cháu xem có thấy hứng thú không? Nếu mà không đủ tiền, bà nội vẫn còn ít tiền tiết kiệm, bà nội mọi người bị lừa rồi, thì mà thành lập công ty, chiêu mộ đối tác, đều là do Tô Bằng bốc phét. Theo cháu được biết, Tô gia đã phá sản. Cái gì, phá sản, thật hay giả vậy, không thể nào, Tô gia kiếm cả đấu tiền, nội tình hùng hậu, sao có thể phá sản được. Tiểu Vũ, chuyện này liên quan tới danh dự của Tô gia, chúng ta không dám nói đùa, bà nội cháu không hề nói đùa, Tô gia quả thật đã phá sản. Về chuyện cho mọi người đầu tư vào công ty mới, nếu cháu không có đoán sai, hắn là muốn ôm tiền bỏ trốn. Câu đánh rắm, họ Tần kia, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Tô gia là danh môn vọng tộc, gia tài bạc triệu, sao có thể phá sản?
cậu còn cố ý bịa đặt, cẩn thận tôi báo cảnh sát. Đúng là như vậy, Tô Thiếu chiêu mộ đối tác, là mang lợi ích cho chúng tôi. Anh không hiểu thì câm miệng, là thật hay giả, các người hãy hỏi Tô Bằng, không phải sẽ biết sao? Tô Thiếu, cháu nói cho mọi người biết, Tô gia có phá sản không? Hay là tên họ Tần này, đang cố ý bịa đặt? Tô gia tích lũy ba đời, nội tình vài chục năm, tiền nhiều xài không hết, làm sao có thể phá sản được? Họ Tần kia, cậu đã nghe thấy chưa? Tiền của Tô gia có quá nhiều, xài cũng không hết. Tô Bằng, da mặt của cậu thật sự không phải dày bình thường. Đã đến nước này rồi, cậu vẫn làm bộ làm tịch được. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tần Vũ, anh đang ghen tị à? Ghen tị Tô Thiếu hơn anh, nhiều tiền hơn anh, cho nên mới nói những lời này. Muốn cố ý phá hoại hình tượng của Tô Thiếu. Vô sỉ. Tôi nể mặt mũi của bà nội, mới nhắc nhở các người một câu. Nếu đã không tin, thì hãy tự đi tìm hiểu là được. Tìm hiểu cái rắm, cho dù cậu có chết đi, Tô gia cũng không thể bị phá sản. Cái bộ mặt ghen tị này, thật là ghê tởm. Tần Vũ, thừa nhận Tô Thiếu ưu tú khó như vậy sao? Sao anh luôn dùng loại thủ đoạn đê tiện như này, đặt điều nói xấu người ta? Đặt điều, nói xấu, Trần Khê Nguyệt, đôi khi tôi thật sự không thể nào hiểu được. Tô Bằng miệng đầy dối trá, trăm ngàn sơ hở, các người đều tin là thật, mà tôi vạch trần chân tướng, hảo tâm khuyên bảo, các người lại nghĩ tôi là một tên tiểu nhân đê tiện. Ở trong mắt cô, tôi không đáng được tin tưởng đến vậy sao? Tần Vũ, đôi khi cần phải tìm xem vấn đề của bản thân, những lời mà anh nói, có sức thuyết phục sao? Quên đi, vì cô đã không tin, coi như tôi chưa nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, tôi chỉ hy vọng, thời điểm Tô Bằng ôm tiền bỏ trốn, các người sẽ không hối hận, tôi không bao giờ hối hận. Tần Vũ, anh có cái tư cách gì? Để chúng tôi thấy hối hận, chúng tôi sống hay chết, cũng không phải chuyện của cậu. Tần Vũ à, cho dù có vạch trần chân tướng thì làm sao? Có người sẽ tin sao? Nói nhiều như vậy, cuối cùng người thắng vẫn là tôi, chờ tôi ôm tiền bỏ trốn, sau này vẫn có thể phú quý cả đời. Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi, người một nhà, hãy cùng hòa khí. Ai là người một nhà với hắn? Lão Thái, lần đầu gặp mặt, cháu có một chút tâm ý, mong bà nhận lấy. Vì gốc nhân sâm thượng phẩm này, cháu đã tốn không ít tinh lực, không chỉ có thể bổ khí dưỡng nguyên, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, thứ này có giá 1 triệu. Cái gì, 1 triệu, quý giá như vậy? Đây là gốc nhân sâm thượng phẩm, trị giá 1 triệu là chuyện đương nhiên, không hổ danh là Tô Thiếu, quả nhiên tài đại khí thô. Họ Tân kia, đã nhìn thấy chưa, đây chính là thực lực của Tô gia. Cậu cảm thấy, nếu Tô gia phá sản, có thể lấy ra được lễ vật đắt tiền như vậy sao? Tô Thiếu, lễ vật của cậu quá quý giá, lão thân không thể nhận được. Kỳ thật thứ này của cháu cũng không tính là gì, còn có thứ quý giá hơn. 3 năm trước tại buổi đấu giá, cháu đã nhìn thấy một gốc nhân sâm vương cực phẩm. Nhân sâm vương cực phẩm, thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền? Ít nhất là 10 triệu. Trời ạ, 10 triệu, đã vượt qua số tiền tích cóp cả đời của ta rồi. Tô Thiếu, anh có biết, là vị phú hào nào? Có thực lực đến vậy không? Thực ra, anh cũng chưa thấy là ai đã mua tới tay. Nhưng mà, anh lại may mắn ở buổi đấu giá, chụp được một tấm ảnh của nhân sâm vương cực phẩm. Nào, cho mọi người xem qua. Đây là nhân sâm vương cực phẩm trị giá 10 triệu. Quả nhiên bất phàm, nhân sâm vương cực phẩm là thứ người bình thường chúng ta không chạm vào được. Gốc nhân sâm thượng phẩm của Tô Thiếu tặng, đã là vô cùng chân quý. Đúng là như vậy. Họ Tần kia, Tô Thiếu vừa tặng chính là nhân sâm cực phẩm, trị giá 1 triệu, còn cậu định tặng thứ gì? Mẹ! Hắn là tên phế vật không xu dính túi, có thể tặng được thứ đồ tốt gì? Mẹ cũng đừng làm người ta khó xử. Có lý lắm. Nhân sâm cực phẩm giá 1 triệu của Tô Thiếu, so với rác rưởi của hắn, tốt nhất là đừng làm bẩn mắt của lão Thái. Được rồi, lễ vật không quan trọng giá trị, chỉ cần có tâm ý là được. Bà nội! Đây là lễ vật cháu tặng bà, chút tâm ý nhỏ, không đủ tôn kính, hy vọng bà nhận lấy, Tiểu Vũ thật có lòng. Bà nội, cháu còn có việc không thể dùng cơm, xin cáo từ trước, vội vàng như vậy, sau này có cơ hội, cháu sẽ lại đến thăm bà. Chắc bị lễ vật trị giá 1 triệu của Tô Thiếu dọa rồi, sợ mất hết thể diện, nên mới chạy trốn đó, cháu muốn xem tên gia hỏa này có thể tặng thứ đồ nào. Cái gì? Nhân sâm vương cực phẩm. Sao có thể? Tiêu Tiêu, em không nhìn lầm chứ? Em không biết, thứ đồ chơi mà Tần Vũ tặng, cùng nhân sâm vương cực phẩm mà Tô Thiếu chụp được, giống nhau như đúc, để mẹ xem.
ngay cả mã trong điện thoại và mã trên hộp này cũng giống hệt nhau. Lẽ nào đây thật sự là một gốc nhân sâm vương cực phẩm? Tần Vũ là một tên nghèo kiết xác, sao có thể mua được một bảo bối quý giá như này? Chị, là chị cho hắn ta à? Đương nhiên không phải. Vậy thì thật lạ, không có gì kỳ quái cả. Tiểu Vũ vốn đã 10 phần ưu tú, tặng một gốc nhân sâm vương cực phẩm cũng rất bình thường. Năm đó, Trần gia chúng ta gặp phải biến cố, nếu không phải Tiểu Vũ tập trung góp vốn, thì tập đoàn Trần thị chúng ta đã sớm phá sản rồi, làm sao có thể huy hoàng như ngày hôm nay? Bà nội, không phải bà đang nói đùa chứ? Bà nói nhà đầu tư năm đó lại chính là Tần Vũ. Đúng vậy, Tiểu Vũ lấy danh nghĩa của ta đầu tư một khoản tiền vào tập đoàn Trần thị, cũng dặn dò ta đừng nói cho cháu biết, bảo là không muốn mang tới cho cháu nhiều áp lực. Tiểu Vũ hại tử này thật sự là thấu hiểu lòng người. Khê Nguyệt, cháu có thể gả cho Tiểu Vũ, đó chính là phúc khí mà cháu tu luyện được. Cháu phải trân trọng cho tốt. Sao vậy, cả đám các người ai cũng sắc mặt khó coi như thế? Bà nội, có tin này cháu vẫn chưa nói cho bà biết. Thật ra cháu và Tần Vũ đã ly hôn rồi. Cái gì? Ly hôn? Khê Nguyệt, Tiểu Vũ là người đàn ông tốt, có đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy. Cháu, các người, rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành vì sao lại phải ly hôn? Tần Vũ là tên phế vật, không xứng đôi với con gái con, đồ hỗn láo. Rốt cuộc ta cũng hiểu ra, các người đã hợp sức với nhau ép Tiểu Vũ phải rời đi. Đám các người đều là lũ vong ân phụ nghĩa, nếu không có Tiểu Vũ, hôm nay các người có được sống tốt như này không? Bà nội, bà nhớ nhầm rồi sao? Tần Vũ chỉ là một tên đến ở rể Trần gia, hắn có bản lĩnh gì mà đòi giúp chúng ta? Bà nội của con lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt là chuyện thường, ta tuy lớn tuổi, nhưng không phải lão hồ đồ. Bà nội à, hãy bớt giận, đừng gọi ta là bà nội. Trần Khê Nguyệt, ta cảnh cáo cháu, mau chóng đuổi theo, mang Tiểu Vũ về đây cho ta. Nếu không cháu sẽ phải hối hận suốt đời. Cháu còn ngây ra ở đó nữa, nhanh đuổi theo cho ta. Tần Vũ chờ đã, tôi có chuyện muốn nói. Trần Tổng, giữa hai chúng ta dường như không có chuyện gì để nói. Tần Vũ, bà nội nói, năm đó Trần gia phá sản, là anh đã đầu tư tiền vào, thật sự có chuyện này sao, là thật hay không? Còn có ý nghĩa gì sao? Sao anh không nói cho tôi biết? Nếu anh nói, tôi nói thì cô sẽ tin. Trần Khê Nguyệt, cô chưa từng tin tưởng tôi, bất luận tôi nói gì, làm gì, cô đều không coi trọng. Giống như vừa rồi, tôi sợ cô bị người khác lừa. Đổi lại được cái gì? Châm chọc khiêu khích, Tần Vũ. Tôi thừa nhận có hiểu lầm anh một số chuyện. Nhưng không phải mọi chuyện anh nói ra đều là đúng. Được thôi, nếu đã như vậy thì cũng không còn gì để nói. Tần Vũ, Vũ ca, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lên xe đi. Không phải tối nay chúng ta còn có hẹn sao? Tần Vũ, thì ra anh vội vàng rời đi là vì hẹn với cô ấy. Đúng vậy, không sai. Nhân sâm vương cực phẩm mà anh vừa tặng do Giang tiểu thư đưa đúng không? Đúng hay không thì có liên quan gì tới cô sao? Tần Vũ, tôi cứ nghĩ anh giờ đã tiến bộ, không ngờ vẫn ngựa quen đường cũ, chỉ biết ăn bám phụ nữ. Đúng, tôi chính là đang ăn bám, không giống như Trần Tổng cô, tự lực cánh sinh tay trắng dựng cơ đồ. Câu trả lời như vậy, cô thấy vừa lòng chưa, anh? Nếu không có việc gì khác, tôi đi trước. Tần Vũ, dựa vào người khác cũng không được dài lâu. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được đạo lý này. Tần Vũ, người ta vì tới gặp anh mà còn tỉ mỉ mặc đẹp một lần. Anh thì chỉ nghĩ tới người khác, cũng không phải phép đúng chứ. Cô đến tìm tôi có chuyện gì sao? Không có gì thì không thể gặp sao? Được, không có thì tôi xuống xe. Được, nói anh biết, ba em biết chuyện của anh rồi. Ông muốn gặp anh một lần, gặp tôi làm gì? Có thể, là coi trọng anh, muốn nhận anh làm con rể thì sao? Ba, người ba muốn gặp, con đã mang về rồi đây. Chào Giang bá phụ. Ba, thái độ của ba là sao? Người ta chào hỏi ba, sao một chút phản ứng cũng không có? Tần Vũ đúng không? Nghe nói, cậu thích con gái tôi.
cảm thấy bản thân xứng đáng không? 3. Con đừng nói gì cả. Tần Vũ, tuy rằng hai đứa từng có hôn ước, nhưng đều là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại cậu chẳng qua chỉ là một đứa con bị Tần gia bỏ rơi. Đối với con gái tôi là một trời một vực, cho nên tôi hy vọng cậu hãy cân nhắc tự hiểu mình đang ở vị trí nào. Giang bá phụ, được rồi. Tôi biết cậu có chút không cam lòng. Vậy thì chúng ta có gì thì nói thẳng ra đi. Cậu muốn bao nhiêu tiền thì mới có thể rời xa con gái của tôi? 5 triệu có đủ không? Hơi ít. Được. Chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt của con gái tôi sẽ cho cậu 10 triệu. Số tiền này đối với một người như cậu, đủ cho cậu cả đời không lo cái ăn cái mặc. 10 triệu, ngài cảm thấy 10 triệu có thể mua được hạnh phúc cả đời của con gái ngài sao? Cái gì, Giang bá phụ, tôi và con gái của ngài chỉ là bạn bè bình thường. Chưa từng nghĩ tới việc trèo cao, nếu ngài tâm bình khí hòa nói chuyện với tôi chắc chắn sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không mang đến phiền phức gì cho ngài. Nói thật, ngài có thể dùng hàng trăm cách để khuyên tôi rời đi, nhưng ngài lại cố tình lựa chọn cách mà tôi ghét nhất. Cho nên, giờ tôi đã thay đổi ý. Cậu, tuy tôi đã rời khỏi Tần gia, nhưng hôn ước của tôi cùng Giang tiểu thư vẫn còn, phía trên còn có chữ ký của Giang lão gia tử, nếu không phải Giang tiểu thư tự mình cự tuyệt, thì tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ. Láo xược, cậu cho rằng mình là ai, có quyền từ chối sao? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà không biết điều. Giang bá phụ, tôi nhắc nhở ngài một câu, hôn ước của tôi cùng Giang tiểu thư là được Tổng đốc đại nhân tự mình làm chứng. Nếu ngài đơn phương hủy hôn, ngài cảm thấy Tổng đốc đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Cậu dám uy hiếp tôi? Cậu thật sự vô cùng to gan, tôi chỉ đang nói thật mà thôi. Ngoài ra, làm một người cha, phải đặt hạnh phúc của con gái mình lên hàng đầu, mà không phải mù quáng theo đuổi lợi ích, cậu tính làm cái trò gì? Dựa vào đâu mà giáo huấn tôi? Ba, con thấy Tần Vũ nói rất đúng, thực sự là con rất ghét cái tên Cao Viễn gì đó. Sao ba cứ ép con gả cho hắn? Cao Viễn xuất thân hào môn, là thành viên của Long Các. Tiền đồ vô lượng, so với cái tên Tần Vũ này tốt hơn gấp trăm lần. Ba, chuyện gì con cũng có thể đáp ứng với ba, nhưng duy nhất chuyện này không được, con muốn có hạnh phúc bản thân. Theo tên phế vật này thì có cái hạnh phúc gì? Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài, dựa vào đâu nói Tần Vũ phế vật? Được. Con cho rằng hắn không phải là phế vật đúng không? Vậy ta cho hắn một cơ hội để chứng minh bản thân. Xem hắn có bản lĩnh không? Cơ hội gì? Liêu bưu của tập đoàn Vạn Hào, nợ Giang gia ta 2 tỷ, nếu cậu trong vòng 3 ngày đem số tiền này về đây, thì muốn làm gì cũng được. Nếu không, cút được bao xa thì cút cho tôi, một lời đã định. Cút được bao xa thì cút cho tôi, một lời đã định. Thật là làm mình tức chết. Giang thúc, chia rẽ họ là được rồi, sao còn cho Tần Vũ cơ hội? Linh tiên tính tình ngang bướng, dùng gậy đánh nguyên ương, sẽ chỉ phản tác dụng. Cái ta cần chính là, tên tiểu tử Tần Vũ này biết khó mà lui. Vậy nếu như Tần Vũ này thật sự làm được, thì phải tính sao? Cậu thực sự nghĩ đây chỉ đơn giản là đòi nợ thôi sao? Cậu cũng quá coi thường ta rồi. Lẽ nào, Giang Thúc còn có hậu chiêu? Cậu biết người đứng sau Liêu Bưu là ai không? Là ai? Vương Thiên Hổ, cái gì? Vương Thiên Hổ, chẳng lẽ, chính là cái người ở Nam Tỉnh oai phong một cõi, hoàng đế ngầm một tay che trời? Không sai. Ở Nam Tỉnh có xưng nhất thiên vương, hai tuyệt đỉnh, ba hào môn. Giang gia chúng ta, chính là một trong ba hào môn, mà thiên vương được xếp hạng trên cùng. Chính là chỉ Vương Thiên Hổ. Hơn nữa, ta cũng nghe nói Vương Thiên Hổ này có quan hệ với vị thiên hạ chí tôn kia của Long Các. Ngay cả Tổng đốc đại nhân khi nhìn thấy cũng đều phải kính nể vài phần. Chẳng trách, có thể đứng vị trí thứ nhất, làm hoàng đế ngầm Nam Tỉnh, nguyên lai. Sau lưng có các chủ đại nhân làm chỗ dựa, Liêu Bưu là người của Vương Thiên Hổ, phong cách hành sự cực kỳ tàn nhẫn, ta đã phái người qua đó vài lần. Đều bị hắn đánh gãy chân trở về. Cậu nói xem, tên tiểu tử Tần Vũ này, hắn sao có thể làm được? Thì ra là thế, thiết kế một cái bẫy, làm cho Tần Vũ tự mình nhảy vào. Chỉ cần tên Tần Vũ này dám đi tìm Liêu Bưu, không những không đòi được tiền, còn có thể bị đánh thành tàn phế. Đến lúc đó, lấy lý do làm việc không tốt đem hắn một cước đá bay. Giang thúc, chiêu mượn đao giết người này thật sự rất hay. Tiểu tử này dám đấu với ta, đúng là không biết tự lượng sức. Tần Vũ, em xin lỗi, ba em thực sự hơi quá đáng. Không có gì, chút việc nhỏ thôi. Chỗ nợ này của Liêu Bưu có thể sẽ không dễ giải quyết. Anh đừng mạo hiểm để em đi xử lý. Không sao, tôi có thể tự đối phó, dù gì cũng không thể để cho ba cô coi thường.
Tần Vũ, những lời vừa nãy anh nói, có phải là thật lòng không? Nói cái gì? Lúc này mà vẫn còn giả ngốc với em nữa, vẻ đầy dũng khí vừa rồi của anh đâu? Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không thích cách làm của ba cô mà thôi. Ngoài ra, tên Cao Viễn này có danh tiếng không tốt, dù sao cũng là bạn bè, tôi không muốn thấy cô nhảy vào hố lửa. Sao anh lại quan tâm đến em như vậy? Không phải là, thật sự thích em rồi chứ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ là tôi vẫn còn nợ cô một phần ân tình thôi. Tôi còn có việc, đi trước đây. Đúng là nam nhân khẩu thị tâm phi. Bồn tiểu thư sẽ chinh phục được anh. Cái gì? Chuỗi vốn công ty gặp vấn đề, sao lại như vậy? Được, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Chị, sao vậy? Công ty vừa gọi cho chị. Nói nguồn vốn đang eo hẹp. Đang cần gấp một khoản tiền để xoay vòng, nếu không đầu tư 90 triệu kia, thì cũng không khó khăn như hiện tại. Chị, đầu tư vào công ty của tôi thiếu sẽ chỉ lời không lỗ. Hơn nữa, nếu như chị đang thiếu tiền, có thể đến ngân hàng vay tạm, là giải quyết xong rồi sao? Thủ tục ngân hàng rất khó, quy trình đăng ký ít cũng phải 15 ngày, chị không đợi được. Chị, nếu chị đang cần tiền gấp, em có biết một người, có thể giúp chị, là ai? Bạn của em, tập đoàn Vạn Hào, Liêu Biêu. Tiêu Tiêu, chị nghe nói, Liêu Biêu không phải là người lương thiện, chúng ta đến vay tiền, liệu có tin tưởng được không? Chị cứ yên tâm đi, dựa vào quan hệ của em và Biêu ca, tuyệt đối không có vấn đề. Đi nào! Biêu ca, lâu rồi không gặp, Tiêu Tiêu tới rồi, qua một bên đi, Tiêu Tiêu tới đây. Ngồi đây! Tiêu Tiêu! Cùng cả uống một ly. Biêu ca, chúng ta vẫn nên nói chính sự trước đi. Công ty của chị em gặp khó khăn trong xoay vòng vốn. Cần một khoản tiền, anh, có thể hỗ trợ được không? Chị của em. Mọi người đều là bằng hữu, chuyện vay tiền, dễ nói. Chị, Biêu ca là người trượng nghĩa, chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Từ lâu đã nghe nói Trần Tổng, là một trong giang thành tứ Mỹ. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Biêu ca quá khen, Trần Tổng dự định vay bao nhiêu? 50 triệu. Không vấn đề. Nhưng mà tôi, có quy định của riêng mình, gọi là đi 9 về 13, vay 50 triệu, cô sẽ cầm đi 45 triệu trước, một tháng sau cùng với lãi suất, phải trả lại tôi 65 triệu. Ngoài ra, trong vòng một tháng, cô phải hầu hạ tôi thật tốt. Gọi lúc nào đến lúc đấy. Đã hiểu chưa, Biêu ca, anh đang nói đùa đúng không? Bọn em là đi vay tiền, chứ không bán thân. Cô nhìn tôi giống đang nói đùa sao? Biêu ca, lãi suất của anh quá cao, chúng tôi trả không nổi. Cáo từ. Tiêu Tiêu, chúng ta đi, đứng lại. Nói đến là đến, nói đi là đi, hai người cố tình lấy tôi ra làm trò cười đúng không? Hôm nay số tiền này, không muốn vay cũng phải vay, nếu không, tôi sẽ cho xử lý cả nhà các người. Biêu ca, mua bán không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn, anh làm vậy, hơi quá đáng rồi, quá đáng. Đây là địa bàn của tôi muốn thế nào thì là thế đó. Biêu ca, mọi người đều là bằng hữu, hà tất phải tuyệt tình như vậy, bằng hữu. Có cô coi tôi là bằng hữu thôi, tôi chỉ muốn đem cô đưa lên giường mà thôi, anh. Thật vất vả, mới gặp được hai chị em xinh đẹp cực phẩm như này. Hôm nay, hãy phục vụ tôi thật tốt, cùng sướng ngất trời được không? Vô sỉ. Con điếm, mày dám đánh tao, hôm nay lão tử sẽ giáo huấn bọn mày. Mẹ, sao mọi người lại tới đây? Biết hai đứa gặp nguy hiểm, mẹ đặc biệt mời Tô Thiếu đến giúp đỡ. Tốt quá rồi, có Tô Thiếu, chúng ta sẽ được an toàn. Khê Nguyệt, em không sao chứ, không có gì, may mà anh tới đúng lúc. Tô Thiếu, tên Liêu Biêu này quá ghê tởm, anh phải giáo huấn hắn đi, yên tâm, cứ giao nơi này cho anh. Liêu Biêu, hai vị này, là bằng hữu của tôi, hãy nể mặt tôi, chuyện hôm nay, hãy quên đi, nể mặt mày. Dựa vào đâu mà tao phải cho mày mặt mũi, làm người lưu một đường, ngày sau gặp lại dễ nói chuyện. Nếu như anh chọc vào tôi, anh cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Lưu một đường. Mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không? Tao không quan tâm mày là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Lão tử sẽ cho mày nhận lấy hậu quả. Lớn mật, Tô Thiếu chính là người thừa kế của Tô gia, xuất thân cao quý thủ nhãn thông thiên,
cậu dám đánh cậu ấy chính là tự tìm đường chết. Tao tưởng mày là cái thá gì? Hóa ra chỉ là một con chó nhà có tang, của Tô gia thôi sao? Liu Biu, mày cũng đừng quá kiêu ngạo, tao cũng quen mấy vị bằng hữu trong nghề, nếu mày muốn chọc giận tao, thì tao không ngại giáo huấn mày một chút. Tiểu tử, tao không có nghe lầm chứ, mày muốn giáo huấn tao? Mày biết đại ca tao là ai không? Dù ai đứng sau lưng mày, mày nghĩ tao sẽ sợ mày? Mày nghe cho rõ, đại ca của tao họ Vương, tên là Thiên Hổ, được người đời gọi là Hổ Gia. Mày, lão đại của mày là Hổ Gia? Toi rồi, lần này phiền phức rồi. Hổ Gia là ai? Rất lợi hại sao? Đâu chỉ lợi hại, Hổ Gia này là hoàng đế ngầm của Nam Tỉnh, là đại nhân vật một tay che trời, ngay cả tam đại hào môn đều phải nhìn sắc mặt của Hổ Gia mà làm việc. Không khoa trương khi nói, hắc bạch lưỡng đạo, không ai dám không cho Hổ Gia mặt mũi. Nếu ai dám đắc tội Hổ Gia thì trên toàn Nam Tỉnh không có nơi sống yên. Lợi hại đến vậy sao? Vậy thì xong rồi, vậy chúng ta chết chắc rồi. Tiểu tử, này, vừa nãy mày không phải rất ngông cuồng sao? Sao giờ lại không lên tiếng nữa? Biu ca, hiểu lầm, vừa nãy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm phải không? Hiểu lầm con mẹ mày. Tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao? Muộn, chuyện vừa nãy vứt đi đâu? Mày cút sang một bên đi, chúng ta sẽ thanh toán sau. Qua một bên. Hai người các ngươi, hôm nay thuộc về tao rồi. Bọn mày ngoan ngoãn tự cởi quần áo tới hầu hạ tao. Sau khi xong việc sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Nếu mà không chịu, tao sẽ tự mình động thủ. Thế này đi, tao đếm 3 tiếng, tao đếm tới 1 thì sẽ tự mình ra tay. 3 Tô thiếu. 2 Tô thiếu, cậu mau nói gì đi. Giờ chỉ có cậu mới cứu được con gái tôi. 2 rồi đấy. 2 Tôi 1 Xem ra tao chỉ có thể tự mình động thủ. Đừng mà, không. Buông tôi ra. Giữa ban ngày ban mặt, cưỡng đoạt dân nữ, không đúng cho lắm. Tiểu tử, mày lại là người nào? Phá hỏng chuyện tốt của tao. Tôi tìm Liu Biu. Tao là Liu Biu, tìm tao có chuyện gì? Vừa hay nghe nói cậu nợ Giang gia số tiền khổng lồ 2 tỷ. Không biết có chuyện này hay không? Đúng thì làm sao? Liên quan rắm gì đến mày? Tôi đến để thay Giang gia đòi nợ, 2 tỷ gồm cả gốc lẫn lãi. Mời cậu trả hết nợ. Tiểu tử, tao không nghe lầm chứ? Có người tìm tao đòi nợ. Nếu tao không trả, thì mày làm gì được tao? Không trả, thì liền đánh gãy chân cậu. Hắn nói hắn muốn đánh gãy chân tao. Nào nào, mày đánh thử xem, không phải người này có vấn đề chứ? Lại dám thách thức Biu ca, đây không phải là chuốc khổ vào thân sao? Đồ không biết sống chết. Sau lưng Liu Biu có Hổ gia làm chỗ dựa, đắc tội loại người này, cho dù là Giang gia cũng không bảo vệ được mày. Tần Vũ, anh không nên tới nơi này. Anh đi mau, vừa mới giả bộ mà đã muốn đi. Có chuyện dễ như vậy sao? Tiểu tử, tao nói cho mày biết, trước giờ chỉ có tao đi tìm người khác đòi tiền, trước giờ còn chưa có ai đến đòi tiền tao. Mấy lời mày vừa nói làm tao thấy rất khó chịu. Lúc trước thì tao sẽ phế mày, nhưng mà hôm nay tâm tình của tao đang tốt. Tao sẽ cho mày cơ hội, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu trước tao 3 lần và gọi tao 3 tiếng ông nội, tao sẽ thả mày đi. Tôi cũng sẽ cho cậu 3 cơ hội thành thật đem tiền ra trả hết nợ, sau đó quỳ xuống tự tát bản thân 3 cái. Tôi có thể coi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra. Tiểu tử, mày muốn chết? Còn thất thần ra đó làm gì? Lên cho tao. Tên tiểu tử này bị điên rồi. Hắn dám động thủ đánh Biu ca, lẽ nào hắn không cần mạng nữa? Tần Vũ, sao anh lại ra tay đánh người? Anh thực sự quá nôn nóng. Vậy theo ý của cô, tôi sẽ chỉ đứng yên để cho bọn họ đánh. Anh có biết chỗ dựa cửa Liu Biu là ai không? Là hoàng đế ngầm của Nam Tỉnh, Vương Thiên Hổ. Cái gì Vương Thiên Hổ? Hắn ở trước mặt tôi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thật sự không thể nói lý với anh. Tiểu tử, mày chết chắc rồi. Cả nhà mày đều chết chắc rồi. Còn có cả bọn mày nữa. Một đứa tính một đứa. Đừng nghĩ có thể bỏ chạy. Biu ca, chúng tôi thật sự vô tội. Ra tay đánh người là Tần Vũ. Anh hãy tìm hắn báo thù, không liên quan đến chúng tôi. Hổ gia, em gặp chuyện rồi. Đúng đó Biu ca, oan có đầu, nợ có chủ.
Tần Vũ hắn sống hay chết, không liên quan tới chúng tôi, ngài muốn giết hay róc xương hắn cũng không có vấn đề. Bọn mày bớt nói nhảm lại, không phải bọn mày quen tên này sao? Bọn mày biết hắn, thì phải bị xử phạt giống hắn. Họ Tần kia, ngôi sao tai họa như cậu, hại chúng tôi thảm rồi. Tần Vũ, anh còn ngây ra đó, không mau quỳ xuống nhận lỗi với Bill ca. Chính anh muốn chết đừng làm liên lụy chúng tôi. Không sai, cậu đắc tội Bill ca có chết cũng không đủ, nhưng cũng đừng hại chúng tôi làm thì tôi chịu, không liên lụy các người, để tôi nhận lỗi với hắn, hắn còn không xứng. Tên phế vật cậu được lắm, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng, tôi lệnh cho cậu lập tức quỳ xuống chân Bill ca, dập đầu nhận tội xin ngài ấy tha thứ, nếu không, tôi cho cậu đẹp mặt. Tần Vũ, nam tử hán đại trượng phu có được giãn được, nên cúi đầu thì hãy cúi đầu, anh không cần vì chuyện này, mà hủy hoại đời của mình, tôi không thấy bản thân làm sai gì. Ngoài ra, đừng dùng ánh mắt của các người để đánh giá tôi, người mà các người xem như thần linh, ở trước mặt tôi, không đáng nhắc tới. Tần Vũ, chuyện đến nước này mà anh vẫn không chịu tỉnh sao? Lẽ nào anh muốn hại chết toàn bộ chúng tôi? Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không liên lụy đến các người. Nếu các người thấy sợ, thì có thể rời đi. Muốn chạy, muộn rồi, hổ gia đang trên đường tới đây rồi. Hôm nay bọn mày, mọc thêm cánh cũng khó thoát. Xong rồi, lần này rắc rối to rồi. Đều do ngôi sao tai họa này. Đều là do hắn hại. Tô Thiếu, anh thần thông quảng đại, mau chóng nghĩ biện pháp đi, nếu không chúng ta sẽ phải chết. Ba anh quan hệ rộng, anh thử gọi điện xem sao. Hổ gia tới. Hỏng rồi, hổ gia đã đến đây rồi. Tần Vũ, chính anh đã nói, một người làm một người chịu, lát anh chủ động nhận sai, đừng liên lụy chúng tôi. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử, mày chết chắc rồi, chỗ dựa của tao hổ gia tới rồi. Hổ gia là tên tiểu tử này, gây sự trên địa bàn của tôi. Hắn còn phế một cánh tay của tôi. Hổ gia, ngài phải làm chủ cho tôi. Có cho hắn biết danh tôi không? Tôi báo rồi mà hổ gia, tôi đã nói cho hắn rồi. Tên này không thèm để ý đến ngài. Hắn nói nếu ngài xen vào ngay cả ngài, hắn cũng đánh. Có chút thú vị, tôi thật muốn xem là ai lớn mật đến vậy. Dám động thổ trên đầu thái tuế. Hổ gia, chính hắn, chính là tiểu tử này. Tần, đôi má ơi, sao lại là lão gia này? Lưu Bưu, mày đem tao ném vào hố lửa rồi. Hổ gia, tên tiểu tử này ăn nói vô lễ, hắn đánh tôi. Còn đối với ngài hắn nói đủ điều sằng bậy, vạn lần không thể tha. Còn đám người này, bọn chúng đều là đồng bọn với tên tiểu tử này đó. Hổ gia, không liên quan đến chúng tôi, toàn bộ đều là lỗi của Tần Vũ, muốn giết muốn róc xương hãy khai đao với hắn. Đúng vậy, hổ gia, chúng tôi đều vô tội. Hổ gia, ba tôi là Tô Đại Cường. Trước kia từng diện kiến ngài, chúng tôi và Tần Vũ không có quan hệ đâu, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường sống. 30, Tần Vũ, anh xem đại họa mà bản thân anh gây ra đi, giờ tôi cũng không giúp được anh. Tiểu tử, không phải mày vừa mới cuồng vọng lắm sao, làm sao lại không thốt ra tiếng nữa? Tao đoán mày, chân đều bị dọa nhũn ra rồi đúng không? Lưu Bưu động thủ đánh người, thiếu nợ không trả, chuyện này, phải xử lý thế nào? Tiểu tử, đầu óc của mày bị hỏng rồi đúng không? Tiền của tao, cũng chính là tiền của hổ gia, mày có mấy cái đầu mà dám tìm hổ gia đòi tiền. Tao nhớ rõ mày từng nói, nếu tao không trả thì mày đánh gãy chân tao đúng không? Chân tao ở đây, mày động đến tao thử xem, láo xược. Hổ gia, ngài đánh lầm người rồi, người tao đánh chính là mày. Thiếu nợ không trả, lại còn động thủ đánh người, ai cho mày cái gan này, hổ gia tôi. Còn dám ngụy biện, cả ngày dùng tên tao ở bên ngoài tác oai tác quái. Hôm nay tao thay trời hành đạo, tôi không nhìn lầm chứ. Người bị hổ gia đánh, lại chính là Bill ca. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Lưu Bill làm nhiều việc ác, khiến hổ gia thấy bất mãn? Hổ gia, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Khi nam bá nữ, cậy mạnh hiếp yếu, lẽ nào còn không sai? Hiện tại lập tức nhận lỗi. Nếu không tao lột da mày, nhanh lên. Xin lỗi, tôi sai rồi. Không thành ý, thật xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, mọi người không chấp kẻ tiểu nhân này, tha cho tôi lần này, nhận lỗi cũng vô dụng, mau đem tiền trả lại, trả ngay, tôi sẽ trả ngay lập tức, mau đi, tôi đi ngay đây. Vương Thiên Hổ, bởi vì sơ suất của ông dung túng cho thủ hạ của mình, hống hách ngang ngược, hẳn là ông phải tự kiểm điểm lại bản thân một chút. Tần Vũ, anh điên rồi sao, anh biết mình vừa nói gì không? Vị này chính là hổ gia, là vua của Nam Tỉnh. Anh không sợ mất mạng sao? Không biết nói chuyện thì câm miệng lại cho tôi. Không ai nghĩ anh câm đâu. Súc sinh, dám hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận tôi tát cậu.
Tần Vũ, cậu thật sự là to gan lớn mật. Hổ gia nhân từ, đã khai ân không xử lý cậu rồi. Cậu còn ở đây kêu căng khoác lác. Tôi thấy cậu chán sống rồi. Anh còn thất thần ra đó làm gì? Nhanh chóng nhận lỗi với Hổ gia. Vì sao tôi phải nhận lỗi với hắn? Rõ là vấn đề của hắn. Theo lý thì nên nhận lỗi mới đúng. Tên điên, cái tên điên này, họ Tần kia mau câm miệng. Đúng là tai họa, cậu là muốn hại chết chúng tôi đúng không? Hổ gia nổi giận máu văng 10 bước. Đắc tội Hổ gia Thiên Vương lão tử cũng không cứu được. Tần Vũ, tôi van anh, đừng nói nữa có được không? Các vị. Tần tiên sinh nói không sai, là tôi quản giáo không nghiêm, mới có thể làm tên xuất sinh kia. Mạo phạm các vị, tôi ở đây xin bồi tội với mọi người. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. Tôi không có nghe lầm chứ? Hổ gia tự mình nhận lỗi với chúng ta. Trời ạ, đường đường là hoàng đế ngầm của Nam Tỉnh, mà lại cúi đầu trước chúng ta. Không phải con mơ chứ? Thật sự là gặp quỷ mà. Tần tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì tôi ra ngoài trước. Đi đi. Đi. Lạ thật, Hổ gia uy trấn bát phương quyền thế ngập trời, luôn có tiếng là ngang ngược. Hôm nay, sao lại tốt bụng như vậy? Vừa rồi mẹ thấy, bộ dạng ngoan ngoãn của Hổ gia, dường như là đang kiêng kỵ điều gì đó. Tần Vũ, lẽ nào anh quen biết Hổ gia? Chị đừng đùa nữa, Tần Vũ có thân phận gì? Sao có thể quen Hổ gia? Hắn chỉ là tên phế vật, sao có thể trèo lên quen hoàng đế ngầm của Nam Tỉnh? Nếu không phải Hổ gia nhân từ, những lời đại nghịch bất đạo của hắn, đủ để khiến hắn rơi đầu. Nhưng thái độ của Hổ gia, rất kỳ quái. Em biết rồi, chắc vì Tô Thiếu. Tô Thiếu? Tôi, không sai. Ngay trước khi Hổ gia đến, Tô Thiếu đã gọi điện cho người nhà, nhất định là vì cha của Tô Thiếu, đã gọi điện thoại cho Hổ gia, nên Hổ gia mới khách khí như vậy. Mặt mũi của ba mình lớn đến như vậy sao? Nhưng nếu không phải ba mình, thì ở đây còn ai có bản lĩnh lớn như vậy? Khó trách thái độ vừa rồi của Hổ gia rất khác thường. Hóa ra là vì sức ảnh hưởng của Tô gia, không hổ là Tô Thiếu. Ngay cả Hổ gia cũng phải nể mặt, thật sự quá mạnh. Thật ra anh cũng không có làm gì, đều là công lao của ba anh. Trước ba từng cùng Hổ gia dùng cơm, đoán chừng lúc đó, còn có giao tình, họ Tần kia, đã nhìn thấy chưa, đây chính là sức mạnh của Tô Thiếu, là thứ mà cả đời cậu đều không có. Này, anh cười cái gì, các người chắc chắn, Vương Thiên Hổ là đang cho Tô gia mặt mũi sao? Không phải cho Tô gia, lẽ nào là cho anh mặt mũi, anh là cái thá gì? Cái tên phế vật như cậu. Nếu không được hưởng ánh sáng của Tô Thiếu, thì giờ cậu đã bị Hổ gia chặt thành tám mảnh rồi. Còn có mạng để ở đây nói lời châm chọc sao? Tần Vũ, Tô Thiếu chính là vừa mới cứu anh một mạng, còn không mau cúi đầu cảm tạ, một chút tố chất đều không có, để tôi nói lời cảm tạ, hắn cũng xứng. Họ Tần kia, cậu có thể nói tiếng người được không? Tô Thiếu đã cứu cậu đã không biết ơn, ngược lại còn nói năng lỗ mãng. Tôi cho cậu biết, cậu là loại lòng lang dạ sói, không có bản lĩnh, lại không muốn thấy người khác tài giỏi. Đúng là ghê tởm, Tần Vũ, nói tạ ơn Tô Thiếu. Khó như vậy sao, anh vừa mới gây ra họa lớn như vậy. Nếu không có Tô Thiếu, anh đã sớm mất mạng rồi. Mạng của tôi không cần Tô bằng hắn tới cứu. Hơn nữa, hắn cũng không có bản lĩnh làm Vương Thiên Hổ cúi đầu trước hắn. Tô gia có quyền có thế, làm Hổ gia phải nể mặt, thì có vấn đề gì? Tôi thấy, anh rõ là đang ghen tị, vì Tô Thiếu có quyền hơn anh, càng ưu tú hơn anh. Hắn chính là một tên tiểu nhân lấy oán báo ân. Tần Vũ, đến nước này rồi mà anh còn gây sự, anh có thể trưởng thành được không? Trần Phi Nguyệt, là tôi cố ý gây sự hay cả đám các người có mắt không tròng? Nếu các người có đầu óc, thì cũng không bị Tô bằng lừa cho xoay vòng vòng. Tần Vũ, đủ rồi đấy, cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng đừng sỉ nhục người phụ nữ của tôi. Tôi lệnh cho cậu, lập tức quỳ xuống nhận sai, nếu không tôi sẽ không khách khí, tự huyến. Lười cùng các người lãng phí thời gian. Đứng lại, tôi đã cho cậu đi chưa? Buông tay, làm sao, không phục. Họ Tần kia, đắc tội với tôi, đó chính là đắc tội Hổ gia. Cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, cậu có cái bản lĩnh này sao? Cút! Tần Vũ, anh điên rồi, sao anh có thể đánh người? Tần Vũ, anh thật to gan, cũng dám ra tay đánh người. Tên phế vật cậu, Tô Thiếu đã cứu cậu một mạng, cậu lại lấy oán báo ân, quả thực không bằng chó lợn. Các người bị mù hết sao? Không thấy hắn ra tay trước sao? Tô Thiếu chỉ nhẹ nhàng huých anh, sao anh lại xuống tay như vậy? Cho nên hắn ra tay thì là chuyện đương nhiên, tôi ra tay thì chính là tội ác tài trời đúng không? Anh đang cưỡng từ đoạt lý, Tô Thiếu vừa mới cứu anh, bất luận thế nào anh cũng không thể ra tay đánh người. Giờ tôi lệnh cho anh, lập tức nhận lỗi với Tô Thiếu, tôi nói không thì sao? Bắt anh nhận lỗi. Đánh rất đúng,
Tên xuất sinh này đáng đánh. Không sai, phải giáo huấn hắn một chút, để hắn biết bản thân đang ở vị trí nào. Đấu với tao, mày vẫn còn non lắm. Tần Vũ, vì sao, sao anh vẫn hồ đồ đến vậy? Tranh công với Tô Thiếu, động tay động chân vào rượu của tôi, tung tin Tô gia phá sản. Tôi có thể không so đo với anh, nhưng anh lại ra tay đánh người. Từ khi nào mà anh trở nên ngang ngược như vậy? Tôi ngang ngược, cô thì sao? Cô thì tính là cái gì? Cô luôn chỉ trích người khác. Cô có bao giờ nghĩ bản thân mình sai ở đâu không? À không. Cô quá ích kỷ, bản thân cô làm cái gì cũng đúng. Tôi làm cái gì cũng sai. Có một số việc tôi không muốn giải thích với cô. Tôi cũng lười giải thích. Tôi hy vọng cô tránh xa tôi một chút. Giữa chúng ta không nên có bất kỳ liên quan nào nữa. Tần tiên sinh, Hổ gia đã nói qua một chút cho tôi rồi. Trước đây, do tôi có mắt như mù. Xin ngài, bỏ qua cho. Đây là số tiền nợ ngài. Cả gốc lẫn lãi đều ở đây. Xin ngài hãy xem qua. Được, đúng rồi Tần tiên sinh. Hổ gia còn đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật tặng ngài. Xin hãy nhận lấy. Tần tiên sinh đi thong thả. Biêu ca, anh không nói đùa chứ? Sao Hổ gia lại tặng lễ vật cho Tần Vũ? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc Tần tiên sinh đã cứu mạng Hổ gia. Vậy còn chưa đủ sao? Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Biêu ca, ngài không nói đùa chứ? Cái tên phế vật Tần Vũ kia có tài cán gì mà cứu được mạng của Hổ gia? Láo xược. Tần tiên sinh há có thể để cho bà nhục nhã? Để tao nói cho bọn mày biết. Nếu không vì Tần tiên sinh, thì mấy người bọn mày đã sớm bị Hổ gia chặt thành tám mảnh rồi. Còn có thể đứng ở nơi này tác oai tác quái sao? Đợi đã, không phải Hổ gia vì Tô Thiếu nên mới khách khí với chúng tôi sao? Tô gia, một gia tộc nhỏ bị phá sản, dựa vào đâu để Hổ gia phải cho hắn mặt mũi? Cái gì, phá sản? Sao Tô gia lại phá sản được? Bọn mày chưa biết việc này à? Có thể tùy tiện tìm một người tới hỏi là sẽ biết. Lẽ nào Tô Bằng không nói cho bọn mày biết Tô gia bị phá sản rồi sao? Tô Thiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô gia thật sự đã phá sản. Cả ý thật cũng không tính là phá sản, chỉ là chuỗi vốn bị đứt đoạn. Giả vờ, tiếp tục giả vờ với tao. Bản thân mày đã có cả đống nợ xấu rồi, vẫn còn làm bộ làm tịch. Mày cho là tao không biết? Cha mày và mày cũng đã bắt đầu đi lừa tiền người khác. Hai người bọn chúng lên kế hoạch ôm một khoản tiền rồi bỏ trốn. Bọn mày không cho mượn tiền chứ? Nếu có, thì tao khuyên bọn mày mau chóng đòi tiền về. Bằng không nếu hắn bỏ trốn, vốn gốc cũng đòi được nữa. Tô Thiếu, những gì anh ta nói là thật sao? Anh đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có việc gấp. Cứ nói chuyện, anh đi trước đây. Bọn mày ngây ra làm gì? Người cũng đi rồi còn không mau đuổi theo. Cái tên Tô Bằng đáng chết. Hóa ra hắn mới là kẻ lừa đảo. Tên xuất sinh này dám gạt tiền của chúng ta. Đi, đuổi theo. Vậy nên, Tần Vũ không hề nói dối. Tô gia phá sản là thật, động vào rượu của mình cũng là thật. Tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra đều là Tần Vũ giúp mình. Là mình. Mình đã hiểu lầm anh ấy. Hết thảy những chuyện này đều là lỗi của mình. Tần Vũ. Tần Vũ chờ đã. Là tôi hiểu lầm anh, là tôi quá bốc đồng. Kỳ thật tôi không biết Tô Bằng là một kẻ lừa đảo. Nhưng tôi lại càng không ngờ anh vì tôi mà lặng lẽ hy sinh. Nhưng tôi không hiểu, sao anh không giải thích sớm hơn, sao không nói cho tôi biết? Vì sao phải một mình lặng lẽ chịu đựng mọi thứ? Không phải tôi không giải thích, mà là cô không tin tôi. Bất luận tôi có nói gì, cô đều nghĩ tôi nói dối. Không phải như vậy, Trần Khê Nguyệt, chuyện trước kia đã không còn quan trọng. Cho tới lúc này, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt. Hãy buông tay đi. Không, em không buông, Tần Vũ. Em biết bản thân đã làm sai một số chuyện, nhưng anh không hề làm sai gì sao? Nếu em biết sớm một chút, nếu anh tiến bộ, nói thật cho em biết, sớm chứng minh năng lực của bản thân, thì sao em lại nghi ngờ anh? Nói cho cùng, anh không có chí tiến thủ, làm em thất vọng về anh. Trần Khê Nguyệt, cô lúc nào cũng cao ngạo như vậy, không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của mình. Nói trắng ra, hiểu lầm giữa chúng ta, chỉ cần có một chút tin tưởng, thì sẽ không như ngày hôm nay. Nhưng đến giờ, cô chưa từng cho tôi bất cứ cơ hội nào. Trần Khê Nguyệt, cô luôn sống trong thế giới của chính mình, không ai có thể hiểu cô. Tôi đã từng cố gắng, nhưng giờ đã quá mệt mỏi, tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa. Buông tay đi, để cho nhau chút kỷ niệm, không phải giày vò nhau thêm nữa.
Em xin lỗi. Em thực sự không cố ý làm anh bị tổn thương, Tần Vũ. Em sai rồi. Em thực sự biết sai rồi. Từ khoảnh khắc cùng anh ly hôn, em thật sự biết mình sai rồi. Anh nói. Không ai có thể hiểu được em. Thật ra là có. Thật ra đã có lâu rồi. Người đó chính là anh. Anh có biết không? Em đã thật sự yêu anh. Trời đã tối rồi, sao còn chưa trở về? Nhà đầu, ta đã sớm nói rồi, tên Tần Vũ này không đáng tin. Tiền nợ cũng không đòi được, thì làm gì có tiền đồ? Ta khuyên con nên sớm buông bỏ, bà bớt nói mấy lời châm chọc đó đi, con thấy bà cố tình làm khó. Sao ta lại làm vậy? Chút khó khăn không giải quyết được, dựa vào đâu lấy con gái ta, ba? Được rồi, con đừng đợi nữa, Tần Vũ không đến được. Ngoài ra, tiệc sinh nhật con vào ngày mai. Lúc đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật đến ủng hộ. Con cũng nên tranh thủ chuẩn bị cho tốt. Dù con không thích Cao Viễn, cũng còn rất nhiều công tử hào môn cho con chọn, nhưng chỉ có Tần Vũ thì không được chọn. Ba đừng xem thường anh ấy. Tần Vũ thật sự làm được thì sao? Nếu cậu ta thực sự có bản lĩnh đó, ta liền nhận con rể ngay. Được thôi, một lời đã định. Một lời đã định gì vậy? Tần Vũ, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh không sao chứ, yên tâm, tôi ổn, làm sao? Biết bản thân không làm được, cho nên, biết khó mà lui rồi à, mà cũng đúng, kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu đã không có cái bản lĩnh này. Thì cậu hãy, thành thật cam chịu số phận đi. Giang Bá Phụ. Khoản nợ của Lưu Bưu. Cả gốc lẫn lãi đều ở đây. Cậu. Có thể đòi được tiền nợ về rồi. Làm sao có khả năng? Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, sao lại không có khả năng, cậu làm như thế nào? Và, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng, ba thua rồi, đừng quên ba đã hứa gì đấy. Đi thôi. Tiểu nhân cung nghênh Tần Thiếu, Tô Bằng phải không? Tôi ngàn dặm xa xôi từ Thượng Kinh tới đây, chỉ vì thằng em trai yêu quý của tôi, cho nên tốt nhất cậu đừng gạt tôi, nếu không, tôi sẽ rất tức giận. Tần Thiếu lo quá rồi, ngài là người thừa kế Tần gia đứng đầu tứ đại hào môn ở Thượng Kinh. Tương lai giàu nhất Thượng Kinh, tôi nào dám lừa ngài, tốt nhất là vậy. Chỉ cần làm tôi cao hứng. Tôi sẽ cho Tô gia các người, trọng trấn kỳ cổ, thậm chí là... tái lập huy hoàng. Tiểu nhân đa tạ Tần Thiếu, nguyện vì ngài, vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ, tính toán thời gian. Cũng đã 6 năm rồi tôi chưa gặp thằng em trai của mình. Tôi thật sự rất nhớ nó, tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc nó sống hay chết. Không ngờ nó còn ở Giang Thành kéo dài hơi tàn. Chuyện này làm tôi thấy cực kỳ không vui, tôi ở đây có một chút quan hệ, chỉ cần tốn chút tiền, có thể đem Tần Vũ xử lý, đừng làm vậy. Hắn là anh em như tay chân của tôi, là người thân của tôi. Để cho hắn chết như vậy, thật sự không có gì thú vị. Tôi phải tra tấn hắn, tôi muốn hắn quỳ gối ở trước mặt tôi vẫy đuôi gọi chủ. Tôi muốn hắn bị người thân xa lánh, sống không bằng chết. Tần Thiếu, ngài cần tôi làm việc gì? Tôi nghe nói hắn đã kết hôn, hình như còn có một người vợ xinh đẹp như hoa, đúng vậy. Mặc dù họ đã ly hôn, nhưng còn vương vấn không dứt, vậy thì rất tốt. Tôi thấy hứng thú với mọi thứ của thằng em trai tôi. Quyền thế, tiền tài, địa vị. Thậm chí là phụ nữ. Tôi muốn toàn bộ. Làm anh em, thì nên có phúc cùng hưởng. Đạo lý này có đúng không? Đúng. Đi thôi, chúng ta hãy gặp đại mỹ nhân này đi. Mời. Tô Bằng, tên lừa đảo này, lại còn dám xuất hiện. Khê Nguyệt, em đừng kích động, lần này anh đến để tặng cho em. Thiên đại kỳ ngộ, vị này chính là thiếu gia của Tần gia ở Thượng Kinh. Tài sản ngàn vạn, thân phận tôn quý, Tần gia ở Thượng Kinh. Xin chào, anh tên Tần Ngạo, anh trai của Tần Vũ. Anh trai của Tần Vũ, lẽ nào Tần Vũ cũng là người của Tần gia ở Thượng Kinh? Trước đây thì đúng.
nhưng hiện tại thì không. Từ 6 năm trước đứa con ngoài giá thú Tần Vũ đã bị trục xuất khỏi gia môn. Nếu Tần Vũ đã không còn liên quan tới Tần gia, thì tìm tôi làm gì? Đương nhiên là tới để cầu hôn em. Cầu hôn? Anh đang nói đùa gì vậy? Đây là 10 tỷ, chỉ cần em đồng ý lấy anh, thì số tiền này sẽ là của em. Tần Thiếu, tôi biết nhà anh rất giàu có, nhưng tiền cũng không phải vạn năng. Đúng. Quả thật tiền không phải vạn năng, nhưng quan trọng, em phải có năng lực chống cự tiền tài. Trần gia phát triển tới ngày hôm nay, quả thật không hề dễ dàng. Chỉ cần một câu của anh, cũng đủ cho em một bước lên mây. Đương nhiên, nếu em không thuận theo anh cũng có thể làm Trần gia, táng gia bại sản. Anh uy hiếp tôi, không, đây là khuyên bảo. Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Không đồng ý. Trước tiên hãy nhìn xem đây là vật gì. Đây là vòng cổ của mẹ tôi. Sao lại ở chỗ anh? Anh đã làm gì mẹ tôi? Yên tâm, anh mời người nhà em đến chỗ anh làm khách thôi. Nhưng nếu em chọc giận anh cũng không dám đảm bảo. Bọn họ có gặp phải chuyện bất trắc gì không? Đồ vô sỉ. Thú vị đấy, anh thật sự thích em rồi đấy. Làm sao? Hãy quyết định đi. Rốt cuộc có muốn gả cho anh hay không? Khê Nguyệt, Tần Thiếu có thân phận tôn quý, gia tài bạc triệu, em được gả cho anh ấy, chính là phúc đức mà em tu được, em còn cân nhắc gì nữa? Hơn nữa, em cũng không muốn người nhà xảy ra chuyện gì chứ. Với quyền thế của Tần Thiếu, làm vài người mất tích là một chuyện rất dễ dàng. Các người, đừng động vào người nhà tôi. Muốn người nhà em được bình an, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ cần làm anh thấy cao hứng, vậy thì chuyện gì cũng dễ nói. Khê Nguyệt, chim khôn chọn cành mà đậu. Hiện tại em và Tần Vũ cũng đã ly hôn rồi, gả cho Tần Thiếu là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, em còn có thể cùng người nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cớ sao lại không làm? Mỹ nữ, kiên nhẫn của anh có hạn. Em đồng ý hay không? Tôi đồng ý. Rất tốt. Như vậy mới đúng. Đúng rồi. Cậu đi điều tra xem Tần Vũ đang ở đâu. Dù sao khi anh trai này đính hôn, cũng phải báo trước cho nó một tiếng. Vâng. Các vị đã nghe gì chưa? Trong tiệc sinh nhật hôm nay, Giang Tiểu Thư có một tin quan trọng muốn công bố với mọi người. Tin tức quan trọng gì? Đương nhiên là về hôn sự của Giang Tiểu Thư rồi. Nghe nói cô ấy đã có một vị hôn phu, hơn nữa còn được sự đồng ý của Giang gia. Đoán chừng không lâu nữa sẽ thành hôn. Cái gì? Vị hôn phu là công tử nhà ai may mắn như vậy, có thể giành được sự yêu ái của Giang Tiểu Thư? Đương nhiên là người của Cao gia chúng tôi. Không gạt các vị, Cao gia chúng tôi đã sớm cùng Giang gia kết thân. Chuyện làm thông gia cũng đã được xác nhận. Vị hôn phu của Giang Đại Tiểu Thư mà mọi người nói tới chính là anh của tôi. Thì ra là Cao Công Tử. Chúc mừng, Cao Công Tử xuất thân hào môn, văn thao vũ lược, tài hoa xuất chúng, quả thật cùng với Giang Tiểu Thư chính là xứng đôi vừa lứa. Các vị quá khen rồi, có thể lấy linh tuyên, đó chính là phúc của tôi. Các anh nhìn bên kia đi. Sao tên tiểu tử này lại đến đây? Không phải Giang Thúc nói đã xử lý hắn rồi sao? Đoán chừng là không phục nên đến đây quấy rối. Lại tiểu bạch kiểm này em gặp quá nhiều rồi. Đứng lại. Ai cho cậu vào? Tôi tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của Linh Tuyên. Làm sao? Có vấn đề gì? Những người có mặt ở đây hôm nay đều không phú thì quý. Cậu có thân phận gì? Có tư cách gì mà đòi chen chân vào tầng lớp này? Không sai, tôi khuyên anh nên biết thân biết phận mà rời đi, để khỏi làm bẩn mắt chúng tôi. Tôi nghĩ hai người nên làm rõ tình hình trước. Đây là địa bàn của Giang gia, chủ nhân là Giang Linh Tuyên. Hai người có tư cách gì mà đòi khách đặt ngôi chủ? Tư cách? Cao gia chúng tôi cùng Giang gia đã có quan hệ nhiều đời. Tôi cùng Linh Tuyên sớm muộn gì cũng sẽ thành hôn. Cậu nói, tôi có tư cách để khiến cậu rời khỏi đây không? Thành hôn, tôi thấy cũng chưa hẳn. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mọi người trong tầng lớp này đều biết, Cao Công Tử và Giang Tiểu Thư chính là trời sinh một đôi. Buổi tối hôm nay, Giang Tiểu Thư sẽ công bố hỷ sự cùng Cao Công Tử với công chúng. Nếu cậu muốn góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thì hãy sớm bỏ cái tư tưởng này đi. Đúng vậy, làm người thì phải tự hiểu, cùng tranh với Cao Công Tử, vậy thì còn kém xa tích tắc. Tiểu tử, đến giờ mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh sao? Cậu cho là Linh Tiên thật sự thích cậu, cô ấy chỉ là đang chơi đùa với cậu thôi. Những người có thân phận như chúng tôi, rất chú trọng môn đăng hộ đối,
tôi là người thừa kế gia tộc Hào Môn, có tiền có quyền có gia cảnh, bây giờ lại còn gia nhập Long Các, tiền đồ sau này không thể đong đếm. Còn cậu, tính là cái thá gì? Cậu dựa vào đâu mà cho rằng Linh Tiên sẽ ở bên cậu? Cao công tử, làm người, có tự tin là tốt, nhưng cũng đừng quá tự phụ. Tự phụ thì làm sao? Tôi không có cái thực lực đó sao? Họ Tần kia, tôi khuyên anh đừng có gây rối ở đây, giữ lại chút thể diện đi. Đến lúc bị đuổi ra ngoài thì không được đẹp mặt đâu. Người nào bị đuổi ra trước vẫn còn chưa biết được. Giang tiểu thư đến. Linh Tiên đang cười với tôi. Cảm ơn các vị bằng hữu đã đến ủng hộ. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nhân cơ hội này, tôi có một hỷ sự muốn chia sẻ với mọi người. Hỷ sự gì? Đó chính là, tôi đã có vị hôn phu. Hơn nữa tôi đã quyết định kết hôn vào cuối năm. Cái gì? Đã muốn kết hôn rồi? Chẳng phải tôi hết hy vọng rồi sao? Là ai may mắn lại có thể chiếm được trái tim của Giang tiểu thư? À, anh nghe thấy chưa? Linh Tiên đã công bố rồi. Tối nay anh là nhân vật chính được vạn chúng chú mục. Chúc mừng Cao công tử ôm được mỹ nhân về nhà. Giang tiểu thư là người đẹp nhất trong Giang thành Tứ Mỹ. Có thể cưới được mỹ nhân như vậy, thật sự làm người khác phải ghen tị. Hiện tại cả Nam tỉnh ngoài tôi ra, cũng không còn ai có thể xứng đôi với Linh Tuyên. Giang tiểu thư, không biết vị hôn phu đó là ai? Hôm nay có đang ở đây không? Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, đương nhiên anh ấy cũng có mặt. Bây giờ, tôi sẽ long trọng giới thiệu với mọi người, vị hôn phu của tôi. Ca chuẩn bị thật tốt đến lượt anh rồi đấy. Tiểu tử, hôm nay cậu không nên đến, có biết tại sao không? Bởi vì cậu sẽ tự rước lấy nhục, cũng giống như hiện tại. Tôi có thể đứng ở trên sân khấu, hưởng thụ vinh quang được vạn chúng chú mục, còn cậu chỉ xứng giống như một con chuột, ẩn mình trong bóng tối, ghen tị với ánh sáng. Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta, mở mắt cậu ra, mà nhìn cho kỹ vào. Giờ tôi sẽ cho cậu hiểu, thế nào là hào quang vạn trượng, cao không với tới. Hiện tại, xin mời vị hôn phu của tôi, Tần tiên sinh lên sân khấu. Cái gì, Tần Vũ? Làm sao có thể, sao lại là hắn ta? Tôi không có nghe lầm chứ? Vị hôn phu mà Giang tiểu thư nhắc tới, hóa ra là tên tiểu tử này, nhất định là lầm rồi. Tên tiểu tử này có tài cán gì mà có thể bám được vào Giang gia? Linh Tuyên, em đang nói đùa có đúng không? Vị hôn phu của em là anh, sao có thể là hắn? Cao công tử, sao lại khẳng định như vậy? Vì trong số mọi người ở đây, chị anh mới xứng đôi với em và anh mới thật sự được ông trời tác hợp. Ông trời tác hợp, Cao công tử, anh tự tin quá rồi đấy. Linh Tiên, cậu đừng đùa nữa, cậu với anh tớ có mâu thuẫn gì thì về nhà giải quyết. Ở nơi đông người mà lại đi nói đùa như vậy, thực sự làm mất hết mặt mũi. Trước khi thanh minh, tôi cũng không hề nói đùa, vị hôn phu của tôi chính là Tần Vũ. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã đính hôn từ nhiều năm về trước. Gần đây ba tôi cũng đã đồng ý cho chuyện hôn sự này. Không thể nào, Giang Thúc tuyệt đối không hề coi trọng tên phế vật này. Cao Viễn, nói chuyện tôn trọng một chút. Anh sỉ nhục anh ấy cũng chính là sỉ nhục tôi. Anh còn vô lễ như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cô, hôm nay mời mọi người đến, chính vì tuyên bố hỷ sự này. Từ nay về sau, Giang Linh Tuyên tôi là hoa đã có chủ. Giang tiểu thư, không phải cô nói là giúp một việc nhỏ thôi sao? Sao lại làm ra tràng diện lớn như vậy? Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, những người đó ai cũng muốn được làm thông gia. Em sắp phiền chết rồi. Vừa hay tận dụng cơ hội này, em muốn cắt đứt niệm tưởng của bọn họ. Không phải mà là cô làm ầm ĩ như vậy, tôi không thể nào kết thúc được chuyện này. Cô nhìn đám người đó đi, ai nấy đều trông như muốn ăn thịt tôi. Sợ gì? Có em che chở anh, thách họ cũng không dám. Tần Vũ, tao nhớ kỹ mày, chờ ngày tao trở thành kỳ chủ của Long Các, tao nhất định sẽ đem mày dẫm nát dưới chân. Tần gia ở Thượng Kinh đến. Cái gì, Tần gia ở Thượng Kinh, không phải là hào môn đỉnh tiêm của đại hạ sao? Là phú khả địch quốc, Tần gia này không những giàu có, mà còn quyền thế ngập trời. Ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng phải nể mặt, thật không ngờ thiếu gia của Tần gia lại đến bữa tiệc của chúng ta, thật sự là phúc ba đời. Tần Ngạo sao hắn lại tới đây? Người thừa kế của Tần gia, đối mặt với đứa con ngoài dã thú của Tần gia, có trò hay để xem rồi. Phế vật chính là phế vật, Tần gia đại thiếu đến rồi, thì sẽ lộ nguyên hình thôi. Em trai yêu quý của anh, lâu rồi không gặp, anh nhớ em chết mất. Anh tới đây làm gì?
Em trai yêu quý của anh, chúng ta 6 năm rồi không gặp, người làm anh trai như anh, thật sự nhớ em rất nhiều. Vì em đã không chủ động đến gặp anh. Vậy anh chỉ có thể chủ động đến gặp em. Bỏ cái bộ mặt đạo đức giả của anh đi, tôi thấy buồn nôn. Tức giận rồi, em vẫn giữ cái tính cách đáng ghét này sao? Giống như trước đây, không hề thay đổi. Làm sao vậy? Hai người biết nhau? Không biết cũng không sao, để anh giới thiệu một chút. Đây là vị hôn thê của anh, Trần Khê Nguyệt, chị dâu tương lai của em. Vị hôn thê, thấy thế nào, có đẹp không? Sau này chúng ta là người một nhà, đến gọi một tiếng chị dâu cho anh nghe. Trần Khê Nguyệt, cô đang làm cái gì vậy? Cô biết hắn là ai không? Đương nhiên là tôi biết, tên anh ấy là Tần Ngạo, là người thừa kế của Tần gia, chồng tương lai của tôi. Khê Nguyệt, có phải cô có nỗi niềm khó nói? Nếu đúng là như vậy, cô cứ việc nói ra với tôi sẽ thay cô giải quyết. Nỗi niềm khó nói? Anh đã hiểu lầm rồi, đều là do tôi tự nguyện. Một người có quyền thế địa vị như Tần Thiếu đây, người phụ nữ nào không thích? Khê Nguyệt, Tần Ngạo không phải người tốt, cô gả cho hắn cũng giống như dê vào miệng hổ, đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Trần Khê Nguyệt, chuyện trước kia tôi có thể mặc kệ cô, nhưng này cô phải nghe tôi, cô tuyệt đối không thể gả cho hắn, đó là một tên điên, hắn sẽ hủy hoại cô. Nghe lời anh là ai, anh có quan hệ gì với tôi, sao tôi phải nghe lời anh? Khê Nguyệt, tôi là vì muốn tốt cho cô, muốn tốt cho tôi. Thật có lỗi, tôi không cần. Anh có thời gian và tinh lực, còn không hãy quan tâm đến Giang tiểu thư nhiều hơn, không phải hai người đang ở bên nhau sao? Tần Vũ, anh đừng có tự mình đa tình, anh và tôi không còn quan hệ gì, hai ta đã kết thúc rồi, lại còn đòi quản tôi. Sau này, đừng anh đi, đừng tôi đi không liên đến nhau. Ngoài ra, có biết sao tôi lại vứt bỏ anh để chọn anh trai anh không? So với anh trai anh chẳng là cái thá gì, anh chính là một tên phế vật, chuyện tới lúc này mà cô vẫn không chịu tin tưởng tôi. Được, coi như tôi nhiều chuyện, tôi tự mình đa tình. Nếu cô đã thích người có tiền có thế, vậy thì tôi chúc cô hạnh phúc. Chỉ là tôi hy vọng, cô sẽ không hối hận. Tôi sẽ không hối hận. Xin lỗi Tần Vũ, em phải làm như vậy vì không muốn liên lụy đến anh. Lại càng không muốn làm anh bị tổn thương, em đã nợ anh quá nhiều, kiếp này cũng không trả hết. Giờ em chỉ hy vọng anh có thể bình an tránh xa nguy hiểm. Dù anh có hận em cả đời cũng không sao. À đúng rồi, em trai yêu quý, anh muốn báo cho em một tin tốt. 3 ngày sau, anh và chị dâu sẽ cử hành một buổi tiệc đính hôn. Em nhất định phải tới, nhất định phải tham gia, bọn anh chờ em. Tần Vũ, tuy rằng em không thích Trần Khê Nguyệt này, nhưng em cảm thấy cô ấy có gì đó không đúng. Cô ấy sẽ được vào hào môn, ở trước mặt tôi khoe khoang, cũng là chuyện thường tình. Người em lo lắng không phải là Trần Khê Nguyệt, mà là Tần Ngạo. Tên này nổi tiếng là biến thái, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là cố ý nhắm vào anh phải cẩn thận đề phòng. Tôi hiểu. Các chủ, tôi đã điều tra được, Tần Ngạo đến Giang Thành là vì Tô Bằng, mượn cơ hội báo thù. Còn Trần Khê Nguyệt, vì sao cô ấy lại cùng Tần Ngạo ở chung một chỗ? Theo như tôi biết, Tần Ngạo cho Trần Khê Nguyệt 10 tỷ coi như sính lễ. 10 tỷ. Tôi tưởng cô ấy còn khổ tâm gì, cuối cùng vẫn là vì tiền. Ngài có muốn tôi điều tra lại không? Không cần. Mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Nếu cô ấy đã lựa chọn Tần Ngạo, thì chính là chọn vinh hoa phú quý. Tôi không có lý do gì để ngăn cản cô ấy. Tần Ngạo này là người âm ngoan độc lạc. Trần Khê Nguyệt đi theo hắn, sợ là sẽ rất đau khổ, tôi đã nhắc nhở cô ấy, nhưng cô ấy lại không nghe, nếu như tôi lại xen vào, thì chỉ tự rước lấy nhục. Không đề cập tới nữa. Chuyện anh Hùng Yến chuẩn bị sao rồi, tổ chức sau 5 ngày nữa, thiệp mời phát đi rồi, các đại gia tộc ở Nam Tỉnh, sợ bị rớt lại mà cướp đoạt suất tham gia. À vẫn còn một việc, Tổng đốc của Nam Tỉnh đã tới Giang Thành, nhiều lần hỏi ý kiến tôi, hy vọng gặp ngài một lần, ngài có đồng ý không? Dù sao cũng là vua một tỉnh, cũng phải cho họ chút thể diện. Vậy cậu đi đặt chỗ, giữa trưa ngày mai, tôi sẽ tự mình gặp hắn. Vâng. Tô lão đệ, chúc mừng, có Tần gia ở Thượng Kinh làm chỗ dựa, cậu cũng được mở mày mở mặt rồi. Sau này có phát tài cũng đừng quên tôi, Mã ca khách khí rồi. Anh là thanh tra của phòng tuần bộ, ở Giang Thành hô phong hoán vũ, sau này tiểu đệ còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Chuyện này đơn giản, đều là huynh đệ.
Làm sao? Biết hắn à, tên này với tôi từng có mâu thuẫn. Hơn nữa, hắn còn là cái đinh trong mắt Tần Thiếu. Người này, có lai lịch gì? Một tên tiểu tử không quyền không thể. Thì ra là thế. Vậy được rồi, tôi thay cậu xử lý hắn. Mã ca định làm thế nào? Đối phó với lại người này. Tôi có rất nhiều biện pháp. Nhìn kỹ đi. Tần Vũ đúng không? Hiện tại tôi nghi ngờ cậu có mang theo hàng cấm. Bây giờ lập tức đứng lên, phối hợp điều tra, thanh tra Mã, không có bằng chứng mà đã lục soát. Chuyện này không đúng với quy định, luật của tôi chính là quy định. Đứng lên. Đây là cái gì? Thành thật khai báo. Thanh tra Mã, chính anh mang thứ này nhét vào người của tôi. Giờ anh hỏi ngược lại tôi, thú vị lắm sao? Còn dám ngụy biện, nhìn là biết kẻ phạm tội. Bớt nói nhảm, bây giờ tôi lệnh cho cậu. Lập tức ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu. Thanh tra Mã, tôi và anh không hề quen biết. Anh hại tôi như vậy, là có mưu đồ gì? Đừng nói nhảm, ngồi xổm xuống. Nay tôi hẹn bằng hữu đi ăn cơm. Hơn nữa người này là kiểu mà anh không thể trêu. Nếu bây giờ anh lập tức rời đi, tôi có thể coi như chưa có xảy ra chuyện gì. Nếu không thì hậu quả tự chịu. Cậu không biết tôi là ai sao? Dám uy hiếp tôi, nghe cho rõ. Tôi họ Mã tên Cường, là người đứng thứ hai của phòng tần bộ, người đời đặt hiệu là Hoạt Diêm La, ở khu vực Giang Thành này, người mà tôi không dám đắc tội. Cũng không có mấy người, Giang Thành không có, Tổng đốc Nam tỉnh thì sao? Tổng đốc? Cậu thực sự coi mình là nhân vật gì đó sao? Cậu có biết Tổng đốc đại nhân có uy quyền như nào không? 13 thành của Nam tỉnh, bao gồm cả Giang Thành, chỉ cần một câu của Tổng đốc, có thể nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người, lại mặt hàng như cậu, còn dám nói quen biết Tổng đốc đại nhân, quả là chuyện cười. Sao cậu không nói mình là thiên hạ chí tôn đi? Anh thật sự muốn bắt tôi? Không bắt cậu thì không lẽ lại mời cậu ăn cơm? Người đâu, còng hắn lại cho tôi, áp tải đến phòng tuần bộ, chờ thẩm vấn. Không cần các người, tôi có thể tự đi. Tôi muốn xem, ngay giữa ban ngày ban mặt, anh có thể gây ra sóng gió gì? Mã ca, chiêu này của anh thật sự rất hay. Như này thì đã là gì? Toàn là mấy tên nhóc. Đến lúc bước vào phòng tối, tôi sẽ cho hắn nếm thử bản lĩnh của Hoạt Diêm La tôi. Cái gì? Các chủ đại nhân bị bắt rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai to gan như thế? Ngay cả các chủ đại nhân cũng dám bắt. Điều tra, lập tức điều tra cho tôi. Cho dù đem Giang Thành lật ngược lên trời một vòng, cũng phải tra ra người này. Nhanh làm đi. Cái gì? Tần Vũ bị bắt đến phòng tuần bộ? Sao lại như vậy? Nhanh, mau đi tìm luật sư giỏi nhất. Tôi tới ngay. Tên Mã Cường đáng chết, hắn lại dám vu oan hãm hại Tần tiên sinh. Đi, sử dụng toàn bộ quan hệ, phải đưa Tần tiên sinh ra ngoài. Alo. Mã Cường của phòng tuần bộ, thằng hề này từ đâu ra, dám vu oan hãm hại người đàn ông của tôi. Thật sự là chán sống rồi, lập tức gọi thanh tra phòng tuần bộ, bảo hắn lập tức thả người. Nếu người đàn ông của tôi bị thương, cho dù chỉ mất một sợi tóc, tôi sẽ cho bọn họ xong đời. Các chủ đại nhân gặp nạn, lập tức phát du long lệnh, thông báo cho tứ đại bát đường thất thập nhị kỳ, để cho bọn họ nhanh chóng đến Giang Thành cứu viện. Nếu các chủ đại nhân xảy ra chuyện, tôi muốn Giang Thành này trời long đất lở. Vâng. Tiểu tử, thành thật được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị. Thành thật khai báo, còn có thể bớt chịu đau đớn thể xác. Xin hỏi tôi có tội gì? Có tội hay không quan trọng sao? Đây là địa bàn của tôi. Tôi nói cậu có tội thì chính là có tội. Thanh tra Mã, làm nhiều điều bất nghĩa ắt sẽ tự diệt vong. Anh đổi trắng thay đen, hãm hại người vô tội, anh không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Cậu đang kể chuyện cười với tôi à? Lão tử đã tung hoành ở Giang Thành nhiều năm như vậy, hại người không phải chỉ có mình cậu. Cậu nhìn tôi hiện tại đi, không phải vẫn đang sống rất tốt sao? Xem ra anh làm những chuyện như này cũng không phải lần một lần hai. Xã hội có con sâu mọt giống như anh, nếu mà không nhổ đi, thì không biết sẽ còn hại bao nhiêu người nữa. Bớt nói nhảm lại cho tôi. Lập tức ký tên nhận tội, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm thử thủ đoạn của Hoạt Diêm La tôi. Nếu như tôi không tính toán sai, thì tôi đã vào đây được một tiếng. Cũng đến lúc ra ngoài rồi. Làm sao? Cậu vẫn còn trông chờ có người tới cứu à? Tôi nói cho cậu biết. Đã vào trong phòng này, tôi chính là chúa tể, thiên vương lão tử đến đây cũng vô dụng. Thanh tra, tổng tài tập đoàn Trần Thị Trần Khê Nguyệt mang theo luật sư đến đây. Yêu cầu được bảo lãnh, tổng tài của tập đoàn Trần Thị.
chỉ với chút năng lực đó. Còn muốn đặt người ở trong tay tôi, quả là mơ mộng hão huyền. Nói với cô ta. Tần Vũ phạm trọng tội. Không thể bảo lãnh, vâng. Tiểu tử, người từ tập đoàn Trần Thị, cũng đều ra mặt vì cậu, xem ra cậu vẫn còn có chút quan hệ. Thật đáng tiếc, ở chỗ tôi, cũng không dùng được. Thanh tra chủ tịch tập đoàn Du Long Triệu Hoàng Thắng tới. Ngài ấy yêu cầu anh lập tức thả Tần Vũ. Triệu Hoàng Thắng, ông ta không phải người giàu nhất Giang Thành sao, vậy mà cũng quen biết tiểu tử này. Thanh tra, không hay rồi, tránh thanh tra vừa gọi điện tới, bảo chúng ta lập tức thả người, nếu không sẽ xong đời. Tránh thanh tra, lão nhân gia ông ta, cũng biết hắn. Tiểu tử, rốt cuộc câu là ai, có quan hệ gì với tránh thanh tra, nói thật là tôi không biết, tránh thanh tra các người là ai, không biết. Chẳng lẽ là lầm rồi? Tôi chỉ quen biết, tổng đốc của Nam Tỉnh, tổng đốc đại nhân tới. Mã Cường của phòng tuần tra tham kiến tổng đốc đại nhân. Mã Cường, gan chó của cậu cũng lớn lắm. Cậu có biết người mà cậu bắt là ai không? Vị này chính là thiên hạ chí tôn, là chí cao vô thượng. Ngay cả quốc chủ khi gặp, cũng phải kính lễ ba phần. Ngược lại cậu, còn dám tại đây vu oan hãm hại, không biết sống chết. Hắn là thiên hạ chí tôn. Ti chức cứu giá chậm trễ, xin các chủ đại nhân thứ tội. Không vấn đề gì. Tôi chỉ vào đây uống trà thôi. Nghe nói cậu được gọi là Hoạt Diêm Vương. Tôi không biết điện Diêm Vương của cậu có thể chứa nổi tôi không? Đại nhân, tôi biết sai rồi. Ngài đại nhân đại nghĩa, tha cho tôi một lần. Tôi xin cam đoan, từ nay về sau sẽ hoàn toàn hối cải trở lại làm người. Thanh tra Mã, chúng ta không quen biết. Cậu lại vu oan hãm hại tôi. Hẳn là sau lưng có người sai khiến. Đúng, không sai. Tô Bằng, cái tên xuất sinh Tô Bằng này dùng tiền mua chuộc tôi. Chuyện này không liên quan tới tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài hãy tha cho tôi đi, Tô Bằng. Nguyên nhân là hắn dở trò quỷ, đại nhân. Ngài có muốn tôi bắt hắn không? Không vội. Tô Bằng chỉ là kẻ tiểu nhân, sau lưng nhất định có chỗ dựa. Chúng ta hãy đợi, đến lúc thời cơ chín muồi, thì sẽ bắt hết bọn chúng. Vâng. Đại nhân, nên xử trí hắn như nào? Vị Hoạt Diêm Vương này cũng không ra gì. Hẳn là đã hại rất nhiều mạng người. Cẩn thận điều tra, cứ theo pháp luật mà làm. Đại nhân, ngài hãy tha cho tôi. Tôi cầu xin ngài, tha cho tôi, đem hắn giam vào nhà lao. Tăng cường giám sát. Tô Bằng. Tần Vũ Anh không sao chứ? Cô đến đây làm gì? Tôi nghe nói anh xảy ra chuyện, liền mang luật sư đến bảo lãnh anh. Tôi không chết được, không cần Trần Tổng phải lo. Anh không sao là tốt rồi. Sau này chú ý một chút. Ngàn vạn lần đừng cùng người khác xảy ra xung đột. Không chắc lần sau tôi còn có thể bảo lãnh cho anh. Cứu tôi. Trần Khê Nguyệt, cô có thể bỏ cái bộ mặt giả tạo đó được không? Cô như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tần Vũ, tôi biết anh hận tôi. Nhưng không có vấn đề gì. Thấy anh không sao, tôi an tâm rồi. Trần Khê Nguyệt. Là chính cô nói với tôi. Từ nay đường ai nấy đi. Không liên quan tới nhau. Giờ cô lại làm trò này, là có ý gì, thương hại tôi? Hay là tỏ ra bản thân cô rất có quyền có thể? Tôi chỉ muốn giúp anh, giúp tôi cũng không cần, tôi chỉ hy vọng cô có thể cách xa tôi một chút. Anh hận tôi đến vậy sao? Cô hãy nhìn xem mình đã làm gì, tôi có nên hận cô hay không? Thật xin lỗi. Là do tôi hiểu lầm anh, tôi xin nhận lỗi với anh, nhận lỗi, tôi cũng nhận không nổi. Còn nữa, cô giờ đã theo Tần Ngạo, phiền cô đừng quấy rầy tôi, để tránh cho người khác hiểu lầm. Anh thật sự rất ghét tôi. Nhưng như vậy cũng rất tốt. Hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Ngày mai sau khi cùng Tần Ngạo tổ chức lễ đính hôn, tôi sẽ chuyển đến Thượng Kinh. Sẽ không bao giờ trở lại Giang Thành. Ngoài ra cảm ơn anh. Trong 3 năm qua đã chăm sóc tôi. Tôi sẽ luôn khắc trong tim. Giang tiểu thư là cô gái tốt. Tôi nhìn ra được cô ấy thực sự thích anh. Nhưng thân phận của hai người có một chút chênh lệch. Cho nên anh phải cố gắng nhiều hơn. Sau cùng, tôi chúc hai người hạnh phúc.
một mình uống rượu giải sầu thì có ý nghĩa gì chứ? Em tới uống cùng anh. Cô tới đây làm gì? Gọi cho anh nhưng không được, sợ anh nghĩ quẩn, cho nên đến trông chừng anh. Cô nói bừa gì vậy? Chỉ là tôi muốn uống chút rượu, theo như em biết, anh bình thường không phải người thích uống rượu, hôm nay lại uống rất nhiều. Làm sao, có tâm sự gì à? Không nói em cũng biết, anh là vì hôn sự của Trần Khê Nguyệt và Tần Ngạo mà buồn phiền đúng không? Bọn họ đính hôn, liên quan gì đến tôi? Đừng giả vờ nữa, chút tâm tư đó của anh đều viết hết lên mặt rồi. Không nói dối anh, thực ra, hôn sự của Trần Khê Nguyệt cùng Tần Ngạo còn có ẩn tình khác. Cô có ý gì? Em đã cẩn thận điều tra rồi, sở dĩ Trần Khê Nguyệt đồng ý chuyện hôn sự với Tần Ngạo là vì hắn đã uy hiếp tính mạng của Trần gia, nếu như cô ấy không nghe theo, Tần Ngạo sẽ phát nát Trần gia. Vậy mà lại có chuyện này. Sao Trần Khê Nguyệt không nói cho tôi biết? Chắc không muốn liên lụy đến anh, với tính cách của anh, nếu mà biết sự thật, chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên, nhưng cái tên Tần Ngạo kia lại có quyền có thế, nếu anh làm loạn cũng chỉ đem bản thân ném vào rắc rối. Cho nên cô ấy mới giấu anh, ngoài ra, khi Trần Khê Nguyệt đồng ý với Tần Ngạo, còn đưa ra một điều kiện. Chính là không được hại anh. Thật không ngờ người phụ nữ này vẫn còn tình nghĩa. Cho nên, Trần Khê Nguyệt có nỗi niềm khó nói. Toàn bộ đều là âm mưu của Tần Ngạo. Con người Tần Ngạo này âm mưu xảo trá vô cùng xấu xa. Lúc trước nếu không phải hắn dở trò, anh cũng sẽ không bị trục xuất khỏi gia môn. Tần Ngạo. Được rồi, dù sao, em cũng đã nói hết rồi. Cụ thể lựa chọn như nào, phải xem bản thân anh rồi. Dù sao thì, bất luận anh chọn như nào, em cũng sẽ giúp anh. Sao cô lại nói chuyện này với tôi? Đều là phụ nữ, tuy em không thích Trần Khê Nguyệt, nhưng cũng không muốn thấy cô ấy bị Tần Ngạo hủy hoại. Đây là chìa khóa xe của em, anh dùng xong rồi thì nhớ phải trả lại cho em đấy. Cảm ơn. Đồ ngốc. Em bảo anh đi, anh lại thật sự đi sao? Tiểu thư, tôi vẫn không hiểu, vì sao cô phải nói cho Tần Vũ biết chân tướng, đây không phải là cơ hội tốt của cô sao? Chính vì tôi thích anh ấy, cho nên càng không muốn anh ấy khổ tâm. Không hy vọng anh ấy phải tiếc nuối bất cứ điều gì. Nhưng nếu bọn họ tái hợp tình cũ thì phải làm sao? Nếu như Tần Vũ vẫn chưa dứt được tình cũ, thì chúng tôi cũng không thể ở bên nhau. Nếu đã như vậy, không bằng thành toàn cho anh ấy. Tiểu thư, tôi vẫn không thể hiểu được, cô nhiều người theo đuổi như vậy, sao hết lần này tới lần khác coi trọng hắn? Cô chưa từng trải qua tất nhiên không hiểu. Thật ra nhiều năm về trước, hình bóng của Tần Vũ đi khắc sâu vào trong trái tim tôi. Linh Tiên muội đừng sợ, có Vũ ca ở đây, không ai dám bắt nạt muội. Vũ ca, anh có còn nhớ Linh Tiên muội của anh không? Hoàng Tuyền, lấy danh nghĩa của Long Các, thay tôi làm một chuyện, báo cho Tần gia ở Thượng Kinh, bảo bọn họ ngày mai đến đây thanh lý môn hộ, nếu không, xử lý theo tội tương tự. Khê Nguyệt, ngày con đính hôn là ngày đại hỷ, vui vẻ một chút nhé. Đúng đó chị, Tần Thiếu chính là người thừa kế Tần gia ở Thượng Kinh. Chị gả cho anh ấy, Trần gia chúng ta sẽ đi lên như diều gặp gió. Tần Thiếu, nghi thức đính hôn đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể lập tức bắt đầu. Thằng em trai phế vật của tôi, sao vẫn còn chưa đến? Có Tần Thiếu ngài ở đây, hắn nào dám đến, không đến cũng chẳng sao. Tôi sẽ gửi video đêm tân hôn cho hắn, để hắn xem cho rõ. Tần Thiếu cao minh, được rồi bắt đầu đi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, khoảnh khắc tuyệt vời này, tôi rất vinh dự được tiệc bố, lễ đính hôn của Tần Ngạo tiên sinh cùng Trần Khê Nguyệt phu nhân. Chính thức bắt đầu. Quả nhiên là đôi trai tài gái sắc, hiện tại, xin mời tân lang cùng tân nương nói ra lời thề ước. Tần Ngạo tiên sinh, ngài có nguyện ý cùng Trần Khê Nguyệt phu nhân chọn đời bên nhau?
đầu bạc răng long, tôi nguyện ý, Trần Khê Nguyệt phu nhân, cô có nguyện ý cùng Tần Ngạo tiên sinh mãi chung thủy, không bao giờ chia ly. Trần Khê Nguyệt, em nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nếu làm anh mất hết mặt mũi, thì anh sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trần Khê Nguyệt phu nhân, cô có nguyện ý cùng Tần tiên sinh mãi chung thủy, không bao giờ chia ly không? Tôi không đồng ý. Sao tên này lại đến đây? Không phải tới để cướp hôn chứ? Kỳ lạ! Không phải hắn bị bắt rồi sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Em trai yêu quý của anh, cuối cùng em cũng tới. Anh tới đây làm gì? Mau chạy đi, Trần Khê Nguyệt. Tôi đã biết chuyện Tần Ngạo uy hiếp cô. Anh biết thì sao? Anh không đấu lại Tần Ngạo, chỉ có thể tự rước họa. Tần Ngạo ở trong mắt tôi, không đáng nhắc tới. Hôm nay tôi đến là để giải quyết ân oán trước kia với hắn. Giải quyết? Anh dựa vào đâu mà giải quyết? Tần Ngạo là người của gia tộc Hào Môn có quyền thế địa vị. Còn anh, một người bị trục xuất khỏi gia môn. Anh lấy gì để so sánh? Có điểm nào bằng được người ta? Xưa không bằng nay. Đừng nói là Tần Ngạo, cho dù là tộc trưởng của Tần gia ở trước mặt tôi, cũng phải chắp tay cung kính. Có phải anh bị điên rồi không? Anh có biết mình đang nói gì không? Sự việc lần này là bắt nguồn từ tôi. Tôi đến để giúp cô giải quyết toàn bộ phiền phức. Sau này không cần lo gì nữa. Chuyện này không cần anh bận tâm. Nếu không còn gì nữa thì mời anh lập tức rời đi. Trần Khê Nguyệt, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao cô vẫn không tin tôi? Tôi biết anh có Giang tiểu thư làm chỗ dựa, nhưng vậy thì sao? Quyền thế của Tần gia còn mạnh hơn cả Giang gia, hơn nữa cũng không thể vì anh mà trở mặt với Tần gia. Anh đã hiểu chưa? Cô lầm rồi, chỗ dựa của tôi không phải Giang gia mà là bản thân tôi. Hôm nay tôi qua đây, chính là để làm cho Tần Ngạo thân bại danh liệt. Tần Vũ, anh đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, không thể tự hiểu mình một chút được sao? Anh tìm đường chết cũng không vấn đề gì, nhưng đừng liên lụy đến chúng tôi. Nhanh cút đi. Họ Tần kia, lỗ tai cậu bị điếc sao? Con gái tôi bảo cậu cút, ra ngoài. Tần Vũ, anh đúng là âm hồn bất tán, theo đuổi chị tôi đến cả nơi tổ chức đính hôn, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như anh. Trần Khê Nguyệt, bất luận cô có tin hay không, hôm nay tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Tần Vũ à, tôi thật sự không ngờ cậu lại dám đến cướp hôn. Sự dũng cảm này rất đáng khen ngợi. Tần Ngạo, đây là ân oán cá nhân, không cần liên lụy người khác, cậu là đang cầu xin tôi sao? Cậu đã từng cao ngạo như vậy, ngay cả khi bị trục xuất cũng chưa từng nói một câu dễ nghe. Giờ lại vì người phụ nữ này đến cầu xin tôi, thật sự rất thú vị. Nhưng mà khi cầu xin người khác thì phải có thái độ gì? Bộ mặt đáng ghét của cậu tôi thật sự không nhìn nổi. Thế này đi, cậu quỳ xuống sủa tiếng chó 3 lần, sau đó chui qua háng của tôi. Chỉ cần làm tôi vui, thì tôi sẽ cân nhắc, tha cho các người. Tần Ngạo, tôi đang cho anh cơ hội chuộc tội, đừng có được voi đòi hai bà trưng với tôi. Cho tôi cơ hội, cậu chẳng qua chỉ là một con chó ở xó nhà, lấy đâu ra tự tin để nói chuyện với tôi. Tần Ngạo, nếu anh lựa chọn rời đi, không bao giờ đến Giang Thành, chuyện trước kia, tôi có thể không so đo với anh. Nếu tôi cự tuyệt thì sao? Dám cự tuyệt? Vậy thì chúng ta giải quyết nợ cũ lẫn nợ mới luôn. Đến lúc đó, anh sẽ thân bại danh liệt. Làm tôi thân bại danh liệt. Em trai yêu quý của tôi, lẽ nào cậu vẫn còn chưa hiểu, bây giờ cậu chỉ là tên ăn mày. Sao còn dám đứng trước mặt tôi, nói khoác mà không biết ngượng. Không phải muốn làm tôi thân bại danh liệt sao? Được, hôm nay tôi sẽ đứng ở nơi này chống mắt xem. Cậu làm gì để khiến tôi thân bại danh liệt? Tần Vũ, đừng làm lạ nữa, tôi đã nói rõ với anh rồi, hai chúng ta đã không còn liên quan, anh đừng ở trong này càn quấy có được không? Đúng vậy, cậu không biết xấu hổ nhưng chúng tôi vẫn cần mặt mũi. Tần Vũ, chị tôi bây giờ là người mà anh không thể nào với tới. Nếu biết điều thì lập tức cút cho tôi. Người phụ nữ mà cậu yêu nhất, dường như không muốn đi theo cậu. Cô ấy lại càng mong muốn được tôi che chở hơn. Có phải đang rất tức giận không? Rất uất nghẹn, nhưng ngoại trừ bất lực cùng cuồng nộ, cậu có thể làm được gì? Đúng rồi, tôi nghe nói hình như cô ấy vẫn còn trong trắng. Cậu đúng là phí của trời, có đại mỹ nhân như này ở bên cậu, vậy mà lại chịu được. Tôi nói này, không phải chỗ đó có vấn đề chứ? Nhưng mà không sao, là anh em có phúc cùng hưởng, anh trai có thể giúp cậu gánh vác một phần. Chỉ cần cậu đồng ý, thì thời điểm động phòng tối nay,
tôi có thể mời cậu tới hiện trường quan sát thật kỹ. Tần Ngạo, tôi nghĩ là chưa từng đắc tội anh, vì sao anh lại cứ phải ép buộc tôi như vậy? Lý do rất đơn giản, là vì cậu tồn tại đã là một sai lầm. Mẹ cậu chính là một con tiện nhân, cậu là đồ tạp chủng, các người chính là một đám rác rưởi, xứng đáng bị tôi dẫm nát vĩnh viễn không thể trở mình. Chịu chết đi, dừng tay, Tần Vũ Anh bị điên rồi sao? Anh dám động vào Tần thiếu, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Cô lại nói thay cho hắn. Hắn đang chơi đùa cô, tôi đang giúp cô, điều ấy mà cô cũng không nhận ra sao? Tôi nói lại lần nữa, tôi không cần anh cứu, được gả cho Tần thiếu là vinh hạnh của tôi. Xin anh đừng phá hoại hạnh phúc này. Cô đang nghiêm túc sao? Tần Vũ, tôi là phụ nữ, tôi cũng cần nơi dựa dẫm, có cơ hội gả vào hào môn. Người khác cầu còn không được, hiện tại lại rơi vào tay tôi, còn lý do gì để cự tuyệt? Nhưng cô căn bản không hề thích Tần Ngạo, thích hay không quan trọng sao? Ai cũng phải đối mặt với sự thật, anh không thể cho tôi thứ tôi muốn, nhưng Tần thiếu có thể, đây chính là khoảng cách giữa hai người. Được. Rất tốt. Những lời này vậy mà lại từ miệng cô nói ra, Trần Khê Nguyệt. Tôi nghĩ là cô bị uy hiếp, nhưng không ngờ cô lại rất vui vẻ. Tôi thật sự bị mù rồi, lại coi trọng người phụ nữ như vậy. Em xin lỗi, anh không nên đến đây. Chúng ta, hãy dừng lại ở đây đi. Em trai yêu quý của tôi, lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu, phụ nữ chỉ thích dựa vào cường quyền. Tôi có tiền có thế, có thể cho cô ấy hưởng hết vinh hoa phú quý. Đi theo cậu, cả đời phải ăn rau ăn cháo. Tần Ngạo, anh cho rằng mình thắng rồi sao? Đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại cậu có hai bàn tay trắng, ngay cả người phụ nữ cậu yêu nhất cũng đều đi theo tôi rồi. Cậu còn tư cách gì để đấu với tôi? Đương nhiên, chỉ cần cậu quỳ xuống xin tha thứ, thừa nhận bản thân là rác rưởi. Tôi thấy cao hứng, nói không chừng còn trả lại người phụ nữ này cho cậu. Thế nào? Có quỳ hay không? Cơ hội chỉ có một, đừng lãng phí. Tần Ngạo, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không biết trân trọng. Vậy thì đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn toàn diện phong sát anh, cho đến khi anh thân bại danh liệt táng ra bại sản. Năm đó anh gieo xuống ác nhân, vậy tôi sẽ cho anh nhận toàn bộ ác quả, tôi cam đoan. Tần gia cũng không dám bảo vệ anh, cũng không làm gì được. Tần Vũ, đầu óc cậu bị đần độn rồi đúng không? Muốn phong sát tôi, cậu có cái thực lực này sao? Thằng hề nhảy nhót, phế vật chính là phế vật, ngoại trừ việc ở ngoài hô to gọi nhỏ, thì cũng không có bản lĩnh gì, dám giả vờ trước mặt Tần thiếu, cậu đúng là không biết sống chết. Chủ tịch tập đoàn Du Long đến. Chủ tịch tập đoàn Du Long, đây không phải thủ phú của Giang Thành sao? Không hổ danh là Tần thiếu, quả nhiên là có mặt mũi, ngay cả thủ phú của Giang Thành cũng đến ủng hộ. Đừng nói là thủ phú của Giang Thành, với địa vị của Tần thiếu, cho dù là tổng đốc Nam Thành tới đây cũng phải nhượng lễ ba phần. Người thành công thì thường rất phiền, bất luận tôi đến nơi nào đều có vô số quyền quý muốn đến kết giao, cũng không có biện pháp nào. Cùng là mang họ Tần, có người thì trời sinh làm vương, và còn có người đến ăn mày cũng không bằng. Tần Vũ Anh nên rời đi sớm một chút, vì sao lại muốn ở đây tự rước lấy nhục? Xin chào Triệu Đồng, hôm nay được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh. Triệu Hoàng Thắng của tập đoàn Du Long, tham kiến Tần tiên sinh. Tần tiên sinh, tôi không nhìn lầm chứ, chủ tịch tập đoàn Du Long, thế nhưng lại hướng Tần Vũ hành lễ. Làm sao có thể, tên Tần Vũ này chính là một tên phế vật, lẽ nào là nhận lầm người? Triệu Đồng nhầm Tần Vũ thành Tần thiếu, đúng vậy, nhất định là nhận lầm người. Triệu Đồng, có phải ngài nhận lầm người không? Tên gia hỏa Tần Vũ này, hắn chính là một tên phế vật không quyền thế, làm sao có thể chịu nổi đại lễ của ngài? Đồ láo xược, các người là cái thá gì mà dám bất kính với Tần tiên sinh? Triệu Đồng, ngài thật sự nhận lầm người rồi, Tần thiếu, vị này mới là người thừa kế Tần gia ở Thượng Kinh. Còn về tên Tần Vũ này, chẳng qua chỉ là hàng giả mà thôi, ngài ngàn vạn lần đừng để bị hắn lừa. Cái gì mà Tần gia ở Thượng Kinh, ở trước mặt Tần tiên sinh, căn bản không đáng nhắc tới. Lá gan của ông cũng lớn lắm, họ Triệu kia, ông chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thôi, cũng dám ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, ông có biết chọc giận Tần gia thì sẽ phải nhận hậu quả gì không? Đúng là như vậy, đừng nghĩ ông ở Giang Thành có thể một tay che trời. Đứng trước mặt Tần gia ở Thượng Kinh, ông vẫn phải cúi đầu xưng thần. Người có thể khiến tôi cúi đầu xưng thần, chỉ có Tần tiên sinh. Về phần các người, còn không xứng. Triệu Hoàng Thắng, đừng có cho mặt mũi mà không biết, Tần gia tôi là bách niên hào môn, nội tình hùng hậu. Ông tính là cái thá gì, có cái tư cách gì mà đòi thách thức Tần gia chúng tôi?
Triệu Đồng không có tư cách, vậy còn tôi thì sao? Đây không phải là tộc trưởng của Giang gia sao? Ông ấy cũng tới đây, tam đại hào môn của Nam Tỉnh, Giang gia xếp thứ nhất, quyền thế địa vị rất cao, mặc dù không bằng Tần gia ở Thượng Kinh nhưng cũng chả kém bao nhiêu. Giang bá phụ, đừng có gọi ta như vậy, nếu không phải con gái ta một khóc hai nháo ba đòi ba chấm. Bắt tôi đến làm chỗ dựa cho cậu, tôi cũng lười xen vào việc người khác, Giang tộc trưởng. Hôm nay ông đến đây, cũng là để gây sự với tôi sao? Tần thiếu đừng hiểu lầm, tôi cũng là được nhờ vả, qua đây chỉ để đảm bảo tiểu tử này bình an thôi. Nếu tôi làm cho hắn gặp chuyện bất trắc thì sao? Tôi đây chỉ có thể ra tay ngăn cản. Giang tộc trưởng, nhà ông và nhà tôi trước nay nước sông không phạm nước giếng. Chỉ vì tên Tần Vũ, ông cũng dám cùng đối đầu với Tần gia, cũng hết cách. Tần Vũ là người mà con gái tôi thích, nếu hắn có chuyện gì, thì con gái tôi sẽ rất thương tâm. Người cha già như tôi, không thể nhìn con gái mình rơi lệ ngay trước mặt. Được, rất tốt. Xem ra các người đã quyết tâm muốn đối địch với chúng tôi. Tần gia tôi là bách niên hào môn, nhân mạch thông thiên thế lực to lớn, ngay cả tổng đốc Nam Tỉnh khi gặp cũng phải nể mặt. A Miêu A Cẩu các người, là cái thá gì, ở trước mặt tôi bảo vệ người khác, các người có xứng không? Hôm nay tôi người của mình đến ở nơi này, tên Tần Vũ này bị thịt chắc rồi, thiên vương lão tử đến cũng vô dụng, nếu có người dám bảo vệ hắn. Đừng trách tôi trở mặt không quen biết. Tần Ngạo, cậu cũng uy phong lắm. Không phải là Hổ gia sao? Ông ấy cũng tới đây. Hổ gia, chẳng lẽ là vị hoàng đế ngầm quyền thế ngập trời, Vương Thiên Hổ? Nam Tỉnh có câu nói nhất thiên vương, nhị tuyệt đỉnh, ba hào môn. Vị ở trước mắt đây, có thế lực áp đảo tam đại hào môn là tồn tại đỉnh tiêm. Tần Ngạo, Nam Tỉnh là địa bàn của tôi. Tần gia cậu ở trong này dương oai, đã hỏi qua tôi chưa? Hổ gia, tôi không hề đắc tội ông đúng không? Ông như này là có ý gì? Cậu đúng là chưa từng đắc tội tôi, nhưng mà, đắc tội với ân nhân cứu mạng tôi. Ân nhân cứu mạng, ý của ông, là chỉ Tần Vũ, không sai, Tần tiên sinh chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Dám cùng ngài ấy đối địch, thì chính là gây khó dễ với Vương Thiên Hổ tôi. Thật không ngờ người này lại có quan hệ với Hổ gia. Khó trách lại kiêu ngạo vậy, đầu tiên là thủ phú Giang Thành. Tiếp theo là hào môn Nam Tỉnh, hiện tại, ngay cả hoàng đế ngầm là Hổ gia cũng lộ diện, tên này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể mời đến nhiều đại nhân vật như vậy. Tần Vũ, thật không ngờ, cậu là có chuẩn bị mà đến. Được, hôm nay tôi để cho Hổ gia mặt mũi, tôi không so đo với cậu, nhanh chóng cút khỏi đây, anh không so đo với tôi lại muốn so đo với anh, tôi đã nói rồi, tôi muốn khiến anh thân bại danh liệt, tên tạp chủng như cậu đã cho mặt mũi mà không biết. Cậu nghĩ có Vương Thiên Hổ chống lưng là có thể lên mặt kiêu ngạo, tôi cho cậu biết, chọc giận tôi, không ai có thể bảo vệ được cậu. Lớn mật, một con kiến nhỏ mà dám bất kính với Tần tiên sinh, tôi thấy cậu đã chán sống rồi. Vương Thiên Hổ, ông vậy mà lại dám đánh tôi, ông biết sẽ nhận kết cục nào không? Tôi mặc kệ kết cục gì. Dám đối đầu với Tần tiên sinh, thì sẽ phải trả giá đắt. Họ Vương kia, ông đừng quá ngông cuồng, đừng tưởng là bá chủ Nam Tỉnh, Tần gia tôi cũng không phải ngồi không ăn chay, nếu thực sự muốn đấu với nhau, ông cũng không được chút lợi gì, Tần gia ở Thượng Kinh đến. Ông nội của tôi đến rồi, họ Vương kia còn các người nữa tôi sẽ tính sổ hết. Hôm nay đừng nghĩ được yên, đặc biệt là tên tạp chủng cậu, đừng tưởng rằng có Vương Thiên Hổ làm chỗ dựa, là cậu có thể vô ưu vô lo, ở trước mặt ông nội tôi các người đều là rác rưởi. Chuẩn bị chờ chết đi. Đó chính là Tần lão gia. Quả nhiên rất uy phong, có Tần lão gia tử ở đây, cho dù là hoàng đế ngầm Nam Tỉnh Vương Thiên Hổ cũng không dám làm càn. Họ Tần kia, cậu ngàn vạn lần không nên đắc tội Tần thiếu, lần này cậu xong đời rồi. Tần Vũ à, em đã sớm khuyên anh rời đi, sao anh lại cố tình không nghe? Cho dù anh mời không ít người đến làm chỗ dựa, nhưng vậy thì sao? Đối mặt với người Tần gia, chung quy cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ông nội cuối cùng ông cũng tới rồi. Mấy người bọn họ không chỉ sỉ nhục Tần gia, mà còn ra tay với cháu. Ông nhất định phải giúp cháu chủ trì công đạo.
chủ trì công đạo, đúng vậy, bọn họ không chỉ đánh cháu, mà còn đánh vào mặt Tần gia chúng ta. Nếu lần này chúng ta không ra tay, thì uy nghiêm của Tần gia đều mất hết. Đúng vậy Tần lão gia, bọn họ thật sự rất quá đáng, hoàn toàn không để Tần gia trong mắt, phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Mấy người bọn họ là bá chủ Nam Tỉnh, rất lợi hại đấy, nhất định đòi đối địch với Tần gia. Còn có tên tạp chủng này, 6 năm trước hắn bị trục xuất khỏi gia môn, bây giờ thì hay rồi, ghi hận trong lòng vẫn luôn chờ cơ hội trả thù. Tất cả chuyện này đều là do hắn thêm dầu vào lửa. Nhất định không tha cho hắn, không thể tha cho hắn. Láo xược. Ông nội, sao ông lại đánh cháu? Cái tên xuất sinh này. Nhân phẩm bại hoại, đạo đức không có. Cả ngày, đều làm những chuyện. Thương thiên hại lý. Danh dự của Tần gia chúng ta, đều bị mày hủy hết rồi. Ông nội cháu, câm miệng. Mày đố kỵ người tài. Âm mưu xảo trá, lại rác rưởi như mày. Hoàn toàn không xứng làm người thừa kế Tần gia. Bây giờ ta tuyên bố. Tước đoạt, tư cách người thừa kế Tần gia của mày. Từ hôm nay trở đi. Đem mày trục xuất khỏi gia môn. Con không nghe lầm chứ. Tần lão gia tử, vậy mà lại muốn đem Tần thiếu trục xuất khỏi gia môn. Đây là tình huống gì vậy? Không phải Tần lão gia tử xuất hiện vì Tần thiếu ư? Sao lại bắt đầu giáo huấn Tần thiếu rồi? Lạ thật, đây, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao, dựa vào cái gì, vì lý do gì mà trục xuất tôi khỏi gia môn? Mày là đồ nghiệp trướng, bản thân mày làm gì trong lòng mày còn không rõ sao? Năm đó chính vì mày thấy ghen tị, mới chủ tính hãm hại Vũ Nhi, làm cho Vũ Nhi phải chịu rất nhiều oan khuất. Hôm nay ta đến đây, muốn cho mày thấy gieo nhân nào gặp quả nấy. Cho nên, ông muốn nói giúp Tần Vũ đúng không? Không sai, lúc đó do ta nhất thời hồ đồ, bị mày lừa gạt, mới trách lầm Vũ Nhi. Hôm nay ta đến, chính là muốn bù đắp lại những gì ta nợ nó. Một mặt ta cũng, muốn đem mày trục xuất khỏi gia môn. Ngoài ra, ta còn muốn bổ nhiệm Tần Vũ, làm người thừa kế mới, của Tần gia ta. Cái gì? Để Tần Vũ trở thành người thừa kế? Trời ạ, vậy Tần Vũ không phải sẽ là, cá chép vượt long môn nhất phi trùng thiên sao? Không thể như vậy, chẳng lẽ Tần Vũ đến thời rồi sao? Không được, tuyệt đối không có khả năng. Tao mới là dòng dõi Tần gia. Tao mới là thiên kiêu được vạn chúng chú mục. Mày chẳng qua chỉ là tên tạp chủng bị trục xuất. Sao mày có tư cách trở thành người nối nghiệp Tần gia? Ông có phải hồ đồ rồi không? Lớn mật. Mày là đồ không tôn trọng tôn trưởng. Ác nhân tương tàn ngay cả anh em ruột. Nếu mày còn muốn nói năng vô lễ, thì đừng trách ta. Trở mặt vô tình. Tần Ngạo. Cảm giác bị mọi người xa lánh như thế nào? Còn nhớ những lời tôi vừa nói chứ? Tôi muốn khiến anh thân bại danh liệt, táng gia bại sản. Còn nữa, ngay cả Tần gia cũng không dám bảo vệ anh. Là mày dở trò, rốt cuộc mày đã làm gì? Tôi chỉ là dùng đạo của người để trả cho người mà thôi. Anh có ngày hôm nay hoàn toàn đều do anh gieo gió gặt bão. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ thay cô giải quyết toàn bộ phiền phức. Tần Ngạo trong mắt tôi căn bản không đáng một đồng. Hiện tại, cô đã tin rồi chứ? Tôi, tin, đương nhiên mẹ tin, kỳ thực mẹ đã sớm nhìn ra, con không phải vật trong ao. Hiện tại con trở thành người thừa kế của Tần gia, lòng mẹ cảm thấy vô cùng vui mừng. Trước kia quả thật mẹ có hơi nghiêm khắc với con, nhưng cũng là muốn tốt cho con. Thật ra trong lòng mẹ đặc biệt đánh giá cao con. Mẹ biết, con vẫn luôn thích Khê Nguyệt, nếu không thì như vậy đi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con và Khê Nguyệt hãy cùng tái hôn với nhau đi. Đúng vậy anh rể, thật ra, sau khi chị em ly hôn với anh, chị ấy vẫn luôn không vui. Em có thể nhận ra cả hai đều có tình cảm với nhau. Bây giờ thì ổn rồi, hiểu lầm đều đã được giải quyết, hai người lại có thể quay về bên nhau rồi, quay về bên nhau. Nếu tôi không có thân phận người thừa kế của Tần gia, các người sẽ nói ra những lời đó sao? Mẹ sẽ nói vậy mà. Bất luận con có thân phận gì, thì vẫn là con rể của mẹ. Đúng vậy, vô luận là bần cùng hay phú quý, anh vẫn là anh rể em. Trần Khê Nguyệt, cô nói thế nào? Bọn ta đều đồng ý. Được thôi. Có những lời này, tôi thấy an tâm rồi. Cho tới giờ tôi vẫn chưa từng muốn nhận thân phận người thừa kế của Tần gia. Cái gì, con không làm người thừa kế Tần gia? Con không đùa với mẹ chứ? Bà thấy tôi có giống đang đùa không? Từ khoảnh khắc tôi rời khỏi Tần gia, tôi và họ đã không còn liên quan. Hơn nữa, thân phận người thừa kế đó,
Tôi không thích, cũng không quan tâm, Tiểu Tần đừng ngốc nữa. Đây chính là phú quý, là kỳ ngộ mà vô số người tha thiết, nhất định không thể bỏ lỡ. Đúng đó anh rể, anh đừng làm theo cảm tính. Đây chính là cơ hội cá chép vượt long môn ngàn năm có một. Cho dù anh không suy nghĩ cho bản thân mình, cũng nên vì chị em mà cân nhắc chứ. Không phải các người nói không quan tâm tới thân phận của tôi mà. Sao vậy giờ lại đổi ý rồi, em? Tiểu Tần, quả thực bọn mẹ không quan tâm đến thân phận của con. Nhưng mà, mẹ hy vọng con có thể một bước lên mây. Con nói đi, cơ hội tốt như này sao có thể bỏ qua được. Ý tôi đã quyết, tuyệt không thay đổi. Tiểu Tần có phải con điên rồi không? Con có biết mình đang làm gì không? Rõ ràng có thể một bước lên mây trở thành hào môn. Nhưng con cứ buông thả không tiến thủ quả thực ngu xuẩn. Anh rể em xin anh đấy, hãy đồng ý đi. Từ khi nào chuyện của tôi tới phiên các người chỉ tay chỉ chân? Đừng nói là tôi không đồng ý, cho dù tôi tiếp nhận thân phận người thừa kế của Tần gia, thì cũng không liên quan đến các người. Vũ Nhi, chuyện trước kia, đều là lỗi của ta. Cháu có thể tha thứ cho ông không? Sau này, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bù đắp cho cháu. Đừng gọi tôi là Vũ Nhi, ông còn không có tư cách này. Năm đó ông coi tôi như là cái đinh trong mắt, cho rằng tôi là đứa con ngoài dã thú bôi nhọ gia môn. Cho nên dù biết Tần Ngạo cố ý hãm hại tôi, các người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng khiến tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tất cả các người đều giống Tần Ngạo, là cá mè một lứa. Ta, Tần An Khang, tôi biết suy nghĩ của ông đem thân phận người thừa kế Tần gia giao cho tôi. Là vì thân phận tôi ở Long Các. Sau này ông không cần xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Những chuyện trước đây, tôi có thể không so đo. Nếu lại có lần sau, thì đừng trách tôi không khách khí. Được lắm Tần Vũ, cậu là một tên ngu xuẩn, còn bày đặt không làm người thừa kế cứ phải là tên phế vật sao? Đây là đang làm bậy, anh rể cái gì, tôi nhổ vào, có cơ hội cá chép vượt long môn bày đặt không trân trọng. Anh xứng đáng làm ăn mày. Tần Thiếu, giờ chúng ta phải làm sao đây? Không phải lo, tôi còn chưa thua. Tuy rằng tôi bị Tần gia trục xuất khỏi gia môn, nhưng ông bà ngoại của tôi đều là danh môn vọng tộc, phú khả địch quốc. Đủ để tôi đông sơn tái khởi. Còn nữa, ngày mai chính là anh hùng yến của Long Các. Tôi và Tổng đốc đại nhân có không ít giao tình. Tôi hoàn toàn có thể thông qua Tổng đốc đại nhân để kết giao với vị trí cao vô thượng. Các chủ của Long Các kia, cái gì? Các chủ của Long Các chính là vị công cao cái thế quyền khuynh triều giã, đứng trên vạn người. Là người được cả thiên hạ công nhận, thiên hạ chí tôn, không sai. Chỉ cần tôi được vị tôn chủ kia coi trọng, đừng nói là tên Tần Vũ, cho dù là Vương Thiên Hổ cùng Tần gia, toàn bộ đều bị hủy hoại dưới tay tôi. Hung hăng nhục nhã. Không hổ là Tần Thiếu, quả nhiên quan hệ thông thiên. Tần Thiếu, nếu có thể kết giao với vị thiên hạ chí tôn này, có thể giới thiệu tôi được không, để tôi được thơm lây một chút. Chỉ cần cậu trung thành, chắc chắn không thành vấn đề. Đa tạ Tần Thiếu. Tần Thiếu, nghe nói anh sẽ đi tham gia anh hùng yến, liệu có thể mang theo chúng tôi được không? Không phải cô còn định bợ Tần Vũ sao? Sao đã đổi ý rồi? Tần Thiếu, ngài hiểu lầm rồi. Tên phế vật Tần Vũ đó, bùn nhão không chắc được tường, sao có thể so sánh được với ngài? Chúng tôi vĩnh viễn đều đứng về phía ngài. Đúng vậy, Tần Vũ chính là một tên tạp chủng ti tiện. Hắn không giống ngài, Tần Thiếu xuất thân cao quý, tương lai sáng lạn. Tần Vũ, hắn chỉ là một tên rác rưởi từ đầu đến chân. Coi như các người vẫn còn có mắt, nếu các người đều đã nói thế, vậy thì được, tôi sẽ cho các người cơ hội. Ngày mai đi theo tôi, tham gia anh hùng yến của Long Các. Đa tạ Tần Thiếu. Tần Vũ, tao xem, mày còn dám ở trước mặt tao kiêu ngạo hay không, đợi tao kết giao với vị thiên hạ chí tôn kia. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Đợi đã, tôi có vài lời muốn nói. Chúng ta còn có gì để nói sao, Tần Vũ? Sao anh quen với các đại nhân vật này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật, giờ nói mấy lời này còn quan trọng sao? Nếu anh không muốn nói thì bỏ đi. Nhưng tôi cảm thấy nãy anh đã quá tùy hứng, chỉ cần anh trở thành người thừa kế Tần gia, là có thể hô phong hoán vũ tận hưởng phú quý. Tôi không hiểu nổi, vì sao anh phải cự tuyệt. Trần Khê Nguyệt, cô hoàn toàn không hiểu tôi. Nếu không cũng chẳng nói ra lời này, vinh hoa phú quý mà các người muốn, trong mắt tôi, cũng chỉ là phù du, những thứ tôi quan tâm thì các người lại coi thường. Chúng ta không nên đi chung đường,
cho nên cũng không thể cùng sánh bước. Tần Vũ, tôi thừa nhận hôm nay quả thật có hơi quá đáng. Nhưng đều là vì muốn tốt cho anh, tôi hy vọng anh được bình an là sai sao? Không là tôi sai. Tôi không nên xen vào chuyện của cô, nếu tôi không xuất hiện ở đây, thì cô đã được gả vào hào môn như ý nguyện rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Ở trong tâm anh, đề tôi là loại phụ nữ tham mộ hư vinh đúng không? Có phải hay không, cũng không quan trọng. Tại sao? Hôm nay anh đến đây không phải là vì tôi à? Không muốn tôi gả cho Tần Ngạo, cho nên anh tới cướp hôn, để chứng minh trong lòng anh có tôi. Rõ ràng anh đã sắp thành công vì cái gì lại từ bỏ. Chỉ cần anh gật đầu, tôi có thể mặc kệ tất cả để theo anh. Trần Khê Nguyệt, cô đừng tự dối mình dối người nữa. Đúng. Tôi thừa nhận trước kia đã từng thích cô, nhưng bây giờ tôi rất mệt mỏi. Hãy chia tay trong yên bình. Tần Vũ, em xin lỗi. Em sai rồi. Em biết bản thân đã làm anh bị tổn thương. Em xin lỗi anh. Hơn nữa em còn hứa, sau này sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Em xin lỗi, em không nên rời xa anh. Chúng ta có thể tái hôn không? Hãy giống như trước đây có một cuộc sống thật bình dị. Được không? Giờ nói những lời này không còn ý nghĩa gì nữa. Có một số chuyện một khi đã bỏ lỡ, thì không còn cách nào trở lại. Ngoài ra, trong tim tôi đã có người phụ nữ khác. Cô hãy tự lo cho mình đi. Vì sao? Sao lại thành ra như vậy? Mình nên làm gì đây? Bên ngoài lạnh như vậy sao lại không vào trong ngồi? Vào để làm gì? Nếu thấy anh và Trần Khê Nguyệt, em, không phải tự khiến bản thân thấy ấm ức sao? Sao chỉ có mình anh ra ngoài, Trần Khê Nguyệt đâu? Chuyện cần giải quyết, cũng đều giải quyết xong rồi, cho nên anh chuẩn đi trước. Về phần Trần Khê Nguyệt, bọn anh sớm kết thúc rồi. Hôm nay anh đến thu dọn tàn cuộc, thứ nhất là chấm dứt mọi thứ với Tần Ngạo, thứ hai là, anh không muốn Khê Nguyệt nhảy vào hố lửa, không còn gì khác. Thật sao, tình cảm 3 năm của hai người, lại kết thúc như vậy? Là con người thì phải luôn nhìn về phía trước, cứ mắc kẹt trong quá khứ, sẽ chỉ làm tăng thêm phiền muội. Vũ ca, em biết anh sẽ không làm em thất vọng mà, hôm nay em đã giúp anh nhiều, đi, anh mời em ăn cơm, anh đã nhiệt tình như vậy, khó mà từ chối, em cũng không khách khí. Các chủ, đây là danh sách tham gia anh hùng yến ngày mai, xin hãy xem qua. Tần Ngạo, không phải hắn bị trục xuất khỏi gia môn rồi à, sao có thể nhận được thư mời? Theo như tôi biết, Tần Ngạo có chút giao tình với Tổng đốc Nam Tỉnh, tấm thư mời này là Trần Quốc Dân tặng. Cho nên, hắn muốn thông qua Trần Quốc Dân để thiết lập mối quan hệ với Long Các, từ đó Đông Sơn tái khởi. Rất có khả năng này. Tiểu tử này vẫn chưa từ bỏ ý định. Các chủ, ngài có muốn tôi hủy bỏ tư cách của Tần Ngạo? Không cần. Cứ dựa theo quy trình bình thường mà làm, tận dụng cơ hội này, tôi sẽ khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Vâng. Tần Vũ, cậu lấy được tấm thư mời này từ đâu? Sao lại không giống của người khác? Giang Thúc, tấm thư mời này của chúng ta là thư mời khách quý, đương nhiên không giống người khác. Thư mời khách quý? Thật hay giả vậy? Đương nhiên là giả. Giang Thúc, tấm thư mời trong tay tôi mới là thật. Về cái thứ mà Tần Vũ cho Thúc, chính là rác rưởi. Nếu Thúc cầm thứ đồ chơi này đi tham gia anh hùng yến, mất mặt xấu hổ chỉ là chuyện nhỏ. Nói không chừng, còn có thể bị Long Các bắt lại vì cái danh, làm đồ giả. Bắt lại, Cao công tử, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Anh có gì để chứng minh, tôi là người của Long Các? Lời của tôi, chính là bằng chứng, Cao công tử, tự tin cũng được, nhưng không thể quá tự phụ, cẩn thận không lại vác đá ghè chân mình. Cậu tính là cái thá gì, cũng xứng ghè chân tôi. Họ Tần kia, tôi khuyên anh tốt nhất nên tự mình cút đi, anh hùng yến của Long Các, không phải loại người như anh có thể tham gia. Nếu tôi không tham gia anh hùng yến này, vậy chỉ sợ không tổ chức được. Không tổ chức được, anh nghĩ bản thân là ai? Các chủ của Long Các sao? Đúng là chuyện cười, Giang Thúc, muốn thư mời có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi có thể nghĩ biện pháp giúp Thúc xử lý, nhưng bọn Thúc ngàn không nên, vạn không nên, tin một tên lừa đảo như Tần Vũ. Cao Viễn, tôi cảnh cáo anh đừng nói hưu nói vượn. Linh Tuyên à, anh cũng là vì muốn tốt cho em, Giang gia chính là hào môn thế gia, lại là đại nhân vật có máu mặt, nếu hôm nay tin tức bị từ chối ở ngoài mà bị truyền ra, không phải sẽ bị mọi người chê cười sao? Tần Vũ, rốt cuộc tấm thư mời này là thế nào?
Tốt nhất cậu hãy giải thích rõ ràng cho tôi. Giang thúc ngài yên tâm, tôi có thể cam đoan, tấm thư mời này nhất định không có vấn đề, vẫn còn ngụy biện. Hai tấm thư mời này, có khác biệt lớn như thế, chỉ cần mắt không bị mù, thì đều có thể nhìn ra thật giả. Cao công tử, anh có bao giờ nghĩ tới, nếu tấm thư mời này của tôi là thật, thì anh nên làm thế nào cho phải? Nếu thứ đồ chơi này là thật, thì tôi liền cầm nó ăn hết. Được Cao công tử, nếu anh đã thích hết ăn lại uống như vậy, tôi đây sẽ giúp anh một tay. Khách quý của Long Các mời vào bên trong. Khách quý của Long Các, làm sao có thể, tấm thư mời này chẳng lẽ là thật? Cao công tử, giờ anh còn muốn nói thêm gì không? Không thể nào, nhất định là cậu lầm rồi. Làm gì thư mời khách quý? Sao tôi lại không biết? Cậu không biết là vì địa vị quá thấp. Chỉ có duy nhất các chủ Long Các mới có tư cách lấy được thư mời khách quý. Kỳ chủ, lẽ nào cậu thực sự quen biết với các chủ của Long Các? Chuyện đó thì anh không cần bận tâm, nhưng chúng ta dám chơi dám chịu. Cầm nó ăn đi. Cậu, Tiểu Tần, thật không ngờ, cậu thật sự lấy được tấm thư mời khách quý này. Quả nhiên ta không nhìn lầm cậu, Giang thúc quá khen rồi, mời vào bên trong, được. À đúng rồi, mấy người hãy để ý bọn họ, ăn không hết thì không được vào, được. Alo Tổng đốc đại nhân, ngài đến đâu rồi, có muốn tôi phái người đón ngài không? Không cần, tôi đang ở trên đường rồi. Tần Ngạo, tôi phải nhắc nhở cậu một chút, các chủ đại nhân thân phận tôn quý, trăm công ngàn việc, không phải ai cũng có thể gặp được. Cậu nên cân nhắc thật kỹ. Tôi hiểu mà, Tổng đốc đại nhân, đến lúc đó xin nhờ ngài giúp tôi nói vài câu, sau khi xong chuyện tôi sẽ tạ ơn. Chấm, nhờ vào mối quan hệ trước đây của chúng ta, tôi có thể thử giúp đỡ cậu, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn có thể nhận được sự coi trọng của các chủ đại nhân không. Vậy thì phải xem tạo hóa của chính cậu. Tổng đốc đại nhân, tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt. Ngoài ra, có một số việc không thể miễn cưỡng, nếu không được các chủ coi trọng thì cũng đừng có càn quấy. Nếu chọc giận các chủ đại nhân, toàn bộ đại hạ không ai có thể bảo vệ cậu, ngay cả tôi cũng bị liên lụy. Cậu đã hiểu chưa? Tổng đốc đại nhân, ngài yên tâm đi, ngài có cho tôi một vạn lá gan, tôi cũng không dám làm càn. Tốt, cứ như vậy đi, lát nữa gặp. Tần Thiếu, thế nào rồi? Tổng đốc đại nhân nói sao? Tổng đốc đại nhân đã nói, lát nữa sẽ giới thiệu tôi với các chủ của Long Các. Chỉ cần tôi nhận được sự coi trọng, một bước lên mây, chỉ là ngày một ngày hai, không hổ danh là Tần Thiếu, quả nhiên lợi hại. Nếu nói như vậy, không phải về sau Tần Thiếu chính là dưới một người trên vạn người rồi sao? Tốt quá rồi, Tần Thiếu, ngài về sau lên như diều gặp gió, ngàn vạn lần đừng quên cân nhắc chúng tôi nhé. Yên tâm đi, chỉ cần tôi đạt được vô thượng quyền thế, tôi sẽ tổ chức hoành tráng đến lấy con gái bà. Đến lúc đó, chúng ta chính là người một nhà. Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà. Tôi sẽ không gả cho anh. Cô nói cái gì? Tôi nói sẽ không gả cho anh. Khê Nguyệt, con đừng nói linh tinh nữa. Có thể gả cho Tần Thiếu chính là phúc mà con tu được. Đúng đó chị, Tần Thiếu thân phận tôn quý tương lai sáng lạn, là cặp đôi hoàn hảo. Chị đừng có hồ đồ. Làm sao? Hay là, cô vẫn còn nhớ mãi không quên cái tên tạp chủng Tần Vũ kia? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi thuận gió bay lên, hắn chính là người đầu tiên tôi diệt. Đương nhiên, nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể đảm bảo cô được vinh hoa phú quý. Nếu như cô cự tuyệt, thì tôi không phiền, cho cô chịu chút đau khổ. Tần Ngạo, anh làm gì tôi cũng không quản, nhưng xin đừng dính dáng tới tôi là người, không phải đồ chơi của anh. Hỗn xược, dám nói với tôi như vậy, cô chán sống rồi đúng không? Tần Ngạo, đường đường một đại nam nhân, lại ức hiếp một cô gái, thì có bản lĩnh gì? Tần Vũ, sao hắn lại đến đây? Đúng là xui xẻo, hôm nay là sân nhà của Tần Thiếu. Tần Vũ nho nhỏ, cũng không thể làm được gì. Sao cái tên tạp chủng cậu, luôn âm hồn bất tán? Tần Ngạo, nói chuyện thì biết điều một chút, giờ anh đã không còn là người thừa kế của Tần gia. Không có tư cách lên mặt với chúng tôi. Rời khỏi Tần gia thì làm sao? Tôi vẫn một bước lên mây như cũ, vẫn sẽ đem đám các người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Không sai, nói cho đám các người biết, Tần Thiếu không chỉ có giao tình với Tổng đốc Nam Tình. Hơn nữa, còn sắp nhận được ái từ các chủ của Long Các. Đến lúc đó, chính là dưới một người trên vạn người. Đám các người đều phải quỳ gối trước mặt Tần Thiếu, vẫy đuôi mừng chủ. Các chủ của Long Các. Tần Vũ, cậu cho rằng có Giang gia chống lưng, Vương Thiên Hổ làm chỗ dựa,
là có thể diễu võ Dương Oai ở trước mặt tôi. Vậy thì cậu sai rồi. Cho dù là Vương Thiên Hổ, cho dù là Giang Gia, ở trước mặt các chủ của Long Các, cũng sẽ chỉ giống như mấy con kiến. Những người mà cậu dựa vào, ở trước mặt tôi căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần một câu của tôi, có thể làm cho cậu thân bại danh liệt. Thế nào, có phải thấy sợ rồi không? Rất tuyệt vọng, tôi chính là muốn thấy cái dáng vẻ thấp thỏm lo âu của cậu. Tần Vũ, đây giòi bọ vẫn là giòi bọ, có cố gắng như nào, cũng không thể thay đổi được sự thật là bò ra từ hố phân. Tần Ngạo, vì sao anh lại cảm thấy, các chủ của Long Các sẽ coi trọng anh? Đương nhiên rồi, tôi có Tổng đốc đại nhân làm chỗ dựa vững chắc, lý do này đã đủ chưa? Không đủ, còn lâu mới đủ. Để tôi nói cho anh biết, Trần Quốc Dân không bảo vệ được anh, hắn cũng không dám bảo vệ anh, nếu giờ anh lập tức cút đi, tôi còn có thể cân nhắc tha cho anh, nếu không, anh Hùng Yến hôm nay, anh sẽ gánh chịu tai ương ngập đầu. Tai ương ngập đầu, tôi không nghe lầm chứ? Tần Vũ, cậu biết mình đang nói cái gì chứ? Tổng đốc đại nhân chính là vua một tỉnh, quyền thế ngập trời, địa vị của ngài ấy gần với vị thiên hạ chí tôn kia. Ngay cả Tổng đốc đại nhân mà cậu cũng không để vào mắt. Rốt cuộc cậu ngông cuồng đến mức nào? Sỉ nhục Tổng đốc chính là đại tội. Tần Vũ, cậu cứ chờ đại họa đi. Đúng là không biết sống chết. Bản thân có năng lực gì mà cũng không biết, xứng đáng gặp họa. Tần Vũ, tôi cho cậu một cơ hội chuộc tội. Chỉ cần giờ cậu quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày cho tôi sẽ ở trước mặt Tổng đốc đại nhân nói tốt vài câu giúp cậu. Nếu là như vậy, cậu còn có thể nhặt về một mạng. Anh muốn tôi quỳ, không quỳ, vậy cậu sẽ phải chết. Được. Tôi thành toàn cho anh. Tần Thiếu. Đồ đáng chết, mày. Đau quá, dừng tay. Tần Vũ. Cậu cũng to gan lắm. Hôm nay là anh Hùng Yến. Cậu cũng dám gây sự trước mặt mọi người, có phải chán sống rồi không? Cao công tử, chính là tên gia hỏa này phá hoại anh Hùng Yến. Tội ác tày trời, tuyệt đối đừng tha cho hắn. Không coi vương pháp ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh, tất phải nghiêm trị, dám đánh Tần Thiếu. Hôm nay cậu chết chắc rồi. Tần Vũ, anh đừng làm vậy nữa. Thật đúng là ngu xuẩn. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Tổng đốc đại nhân tới. Tốt quá rồi, Tổng đốc đại nhân cuối cùng ngài cũng tới. Tần Thiếu cùng Tổng đốc đại nhân có không ít giao tình. Hôm nay Tần Thiếu bị đánh, Tổng đốc đại nhân chắc chắn sẽ không để yên. Tần Vũ chết chắc rồi. Cái tên không biết trời cao đất rộng này. Có chết cũng đáng, lần này phiền phức lớn rồi. Tần Vũ, cứu tinh của tôi đã tới. Cậu sẽ lập tức gặp đại họa ngập đầu. Sỉ nhục Tổng đốc, ra tay đánh người, đại náo anh Hùng Yến, phạm nhiều đại tội như vậy. Hôm nay là ngày chết của cậu. Tần Vũ, không phải nãy cậu ngông cuồng lắm sao? Giờ lại không hé răng nửa lời, lại cuồng cho tôi xem đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng đốc đại nhân là thế này, tên tiểu tử thúi này không coi vương pháp ra gì, còn đại náo anh Hùng Yến, phải nghiêm trị không tha. Ai lại to gan đến vậy? Dám phá hoại, anh Hùng Yến do Long Các tổ chức, chính là hắn, Tổng đốc đại nhân tôi có thể làm chứng. Người này kiêu ngạo ương ngạnh cuồng ngữ loạn ngôn, không chỉ đánh người, mà còn nói năng lỗ mãng về ngài. Xin ngài nhất định phải nghiêm trị. Không sai, tôi cũng có thể làm chứng. Xin Tổng đốc đại nhân hãy nghiêm trị. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Xin Tổng đốc đại nhân hãy nghiêm trị. Đúng là không biết lượng sức. Tên tiểu tử đang đứng kia, cậu hãy xoay người lại đây, để tôi nhìn xem là thần thánh phương nào. Trần Quốc Dân, nghe nói ông muốn trị tội tôi. Không, trị tội cậu thì sao? Đường đường là Tổng đốc một tỉnh, không có tư cách này à? Tôi cho cậu biết, bây giờ mau chóng quỳ xuống xin tha. Nếu không Tổng đốc giận dữ, cậu sẽ lập tức bị đuổi khỏi yến tiệc. Biết chưa? Câm miệng, đúng là một tên ngu xuẩn có mắt không tròng. Cậu có biết ngài ấy là ai không? Chính là các chủ mà cậu muốn nịnh bợ, cũng là người mà cả đời cậu cũng không đắc tội nổi. Tổng đốc Nam tỉnh Trần Quốc Dân, bái kiến các chủ đại nhân. Đứng dậy đi, vâng. Các chủ đại nhân, tôi không nghe lầm chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đường đường là tổng đốc một tỉnh sao có thể quỳ dưới chân người kia? Có thể khiến tổng đốc đại nhân cúi đầu, chỉ có vị trí cao vô thượng, các chủ của Long Các. Lẽ nào cậu là Tần Vũ, là các chủ Long Các? Tần Vũ, các chủ của Long Các? Con gái, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật không ngờ ta lại có người con rể, lại có thể là vị thiên hạ chí tôn. Con biết Vũ Ca bất phàm, nhưng thật không ngờ anh ấy còn có một thân phận này. Tổng đốc đại nhân, hắn không thể là các chủ Long Các, hắn chỉ là tên phế vật bị trục xuất khỏi gia môn. Tần Vũ không thể có bản lĩnh này. Láo xược, nói năng lỗ mãng, sỉ nhục các chủ, người đâu, bắt lại cho ta. Tổng đốc đại nhân, hãy nghe tôi giải thích, tôi không tin, không thể nào. Hắn chỉ là tên phế vật, một tên rác rưởi đê tiện, làm sao hắn có thể cưỡi trên đầu của tôi, không thể nào, hắn lại là vị thiên hạ chí tôn, tôi không tin. Tần Ngạo, đến giờ anh vẫn còn ngoan cố cứng đầu, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng chính anh lại không trân trọng, ngược lại còn 5 lần 7 lượt khiêu khích tôi, kết cục hiện tại của anh, chính là tự làm tự chịu, tao không phục, tên tạp chủng Tần Vũ này, tao sẽ giết mày. Hỗn xược, người đâu bắt hắn lại. Trần Quốc Dân, ám sát các chủ Long Các, phải bị tội gì? Khó thoát tội chết. Áp giải xuống, xử lý theo lệ. Tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày. Xong rồi, mọi thứ kết thúc rồi, tôi đã đắc tội các chủ đại nhân, phải làm sao đây? Mẹ, có phải chúng ta đã sai rồi không? Đáng ra chúng ta có thể được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng mà chúng ta lại tự tay đánh mất. Nghiệp chướng mà. Mẹ, khó trách bảo sao anh lại không hề sợ hãi. Nguyên do là anh đã sớm ở trên đỉnh cao. Vì sao anh không sớm nói cho em biết? Tôi nói ra cô sẽ tin sao? Em đương nhiên không tin. Bởi vì bất luận tôi nói gì làm cái gì, cô đến giờ cũng không hề xem trọng. Tần Vũ, trước kia là em sai, em sẽ thay đổi. Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa được không? Quá muộn rồi. Chuyện quá khứ đều đã qua, không thể quay lại được nữa. Huống hồ, tôi đã tìm được ngôi nhà mới. Em hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Các chủ đại nhân, xử lý đám người này như nào? Ông tự quyết định đi. Người đâu, đem bọn chúng đuổi ra ngoài. Còn không mau ra ngoài, nhanh. Nhà đầu ngốc, vừa rồi em quá nóng vội, lỡ em bị thương thì sao? Vừa nãy em không nghĩ được nhiều đến thế, em chỉ sợ anh bị thương. Nhiều năm như vậy, mà em vẫn không hề thay đổi. Đâu có, em trở nên xinh đẹp lắm mà. Phải, vị phu nhân xinh đẹp, em có nguyện ý gả cho anh không? Em đồng ý. Cảm ơn vì đã theo dõi bộ phim này.